Tequila. Okay, so so today on the full moon day, and we will be doing this some of the student request. Hôm nay là ngày 15 theo tàng lịch, một ngày trăng tròn. Brief explanation. Chỉ có một số đệ tử của Rinpoche teacher. Thỉnh cầu Rinpoche giảng một phần là một giáo thuyết ngắn, một phần trong lời vàng của thầy tôi. Today is also full moon day, so then it's very auspicious. Thì do hôm nay là ngày trăng tròn, cho nên là một dịp rất là cát tường để chúng ta thọ nhận những cái chỉ dẫn về lời vàng của thầy tôi. And then I think words of my perfect teacher based on the teaching of the Padre Rinpoche, and the subject is based on the preliminary. Thì như tất cả chúng ta đã biết, lời vàng của thầy tôi là một tác phẩm do Padre Rinpoche sáng tác. Thì đây vốn dĩ là những giáo lý về các cái pháp tu, gọi là tiến hành pháp hoặc là pháp tu khởi đầu. Path of the Dharma, from the starting from the preliminary to until the final realization. So from there to till the last introduction, final realization, we have in this text. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu giáo lý trong lời bàn của thầy tôi, chúng ta sẽ thấy rằng là những giáo lý là này là vô cùng cần thiết và vô cùng thiết yếu cho chúng ta, để chúng ta có thể tiến được đến với lại cái đạo quả sau cùng, tức là Phật quả. Thì bao giờ nó cũng cần phải có một cái những cái bước khởi đầu, những cái bước gọi là tiền hành, những cái bước đi đầu tiên, những cái bước đi cơ bản. Thì những điều đó chúng ta sẽ tìm thấy được ở trong tác phẩm lời bàn của thầy tôi. Chúng ta sẽ bắt đầu vào phần cầu nguyện đầu tiên trước khi thầy giảng. Dula Benjir Sanje Andru Barjo Sanje Chudang Soje Chonam La Chanju Bardu Dane Jabzo Dake Yeso Njibe Chonam Je Dula Benjir Sanje Andru Barjo Sanje Chudang Soje Chonam La Chanju Bardu Dane Jabzo Again, James, on your bed, on the dollar, pinchers on the double show. Madam Cardan, young best and gentleman, they were done, they went to don them by Jewel. No other, I don't mind, you don't travel, Jewel. Do not maybe they were done in our church. Nirin chadan yi don chave don yang la Nibarin chuan ji ma nam ka da Nyambi sim jin tam jian de wa taan Divin ju daan de mara chuan ji Dunga daan dunga ji ju daan da wara chuan ji Dunga mebe de wa daan me dra wara chuan ji Nirin chadan yi don chave don yang la Nibarin chuan ji Nam
Okay, so we have this today topic based on the words of my perfect teacher. Hôm nay chủ đề sẽ là một phần giảng trong lời bài của thầy tôi. Elaborate on the chapter where talking about the four turning mind, lodo number she, the four turning mind. So I will be elaborate on that. And actually, cái giáo lý cơ bản của lời bài thầy tôi mà thầy đang muốn nhắc đến, đó chính là bốn điểm chuyển tâm. Foundation of the foundation. This is the thì khi chúng ta nói về bốn điểm chuyển tâm, chúng ta cần phải biết là đó là nền tảng của nền tảng, tức là cái gốc của cả gốc nữa. Tất cả các pháp tu Phật nếu như mà không có bốn điểm chuyển tâm thì sẽ không bao giờ có bất kỳ một pháp tu nào cả. So this is whether it is Theravada, cho dù là giáo lý nào đi chăng nữa, cho dù là hệ nguyên thủy, hệ phát triển hay là mật thừa, bất chấp là truyền thừa khác nhau, bất chấp là hệ phái khác nhau, thì tất cả giáo lý của Phật, Phật giáo đều phải xoay quanh bốn điều chuyển tâm, phải lấy bốn điều chuyển tâm làm gốc. Cho nên là thầy mới nói với chúng ta là giáo lý bốn điều chuyển tâm chính là gốc của gốc. So first is tanjur nibbakava. First is to realizing the preciousness human life. Đầu tiên là thân người quý báu. Precious to achieve this human life. Chúng ta xem là cái cuộc sống, cái đời người này khó tìm và hy hữu như thế nào. So here again, then also when we talk about precious human life, can be understood in two different kinds of human again. Thì khi chúng ta nói về người, chúng ta phải xem thêm là người như thế nào thì gọi là chân quý. Also precious human rebirth. So here again we can understand the difference between just being human and also the precious human being. Cho nên là người như thế nào thì gọi là người phàm phu, và người như thế nào thì gọi là người chân quý. Indulge and they free from all this kind of obscuration to practice dharma. So we have many obscuration, right? Chúng ta có rất là nhiều những cái mà ngăn trở chúng ta tiếp cận với giáo lý của Phật. Relate that see some, you know, in this world, some part of the some place there's no. Chúng ta hãy cứ nhìn trên thế giới này. So there's no Buddha dharma exist in there. Thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái vùng quốc gia và lãnh thổ không có sự hiện diện của giáo lý Phật Đà. At some part of the world, some countries before Buddha Dharma flourished there, but now is. Và cũng có rất là nhiều vùng lãnh thổ mà trước đó, trước đây thì Phật giáo phát triển rất là hưng thịnh, nhưng sau rồi mai một và cuối cùng là biến mất. So these there are countries and places in this world where there is no Dharma at all. Nhưng mà chúng ta thấy là có rất là nhiều người, những vùng lãnh thổ mà thậm chí cả cái chữ là Phật Pháp cũng còn không có. Cho nên là chúng ta thấy là những vùng lãnh thổ đó thì vẫn có người. Vẫn có những người đã có được một cái tái sinh để làm người. Nhưng mà họ lại không có cơ duyên tiếp cận với Phật Pháp. So opportunity first, wherever we born, that country or that place needs to have the Buddha Dharma remain. Cho nên là cái điểm đầu tiên ở đây chúng ta thấy là thân người quý báu, là khi chúng ta sinh ra thì cái vùng lãnh thổ, cái đất nước, cái quê hương của chúng ta là có sự hiện diện của giáo pháp. It is there, different aspect, you know. So not sometimes, the best is of course to remain in Buddha Dharma, to connect with Buddha Dharma is most important. Most ultimate way of really making connecting to the Buddha Dharma is from the spiritual guru, the spiritual master. That is very important. So và cái vai trò của người thầy, cái người hướng đạo, bậc đạo sư cũng rất là quan trọng, bởi vì chúng ta tuy là sinh ra ở một nơi có Phật Pháp, nhưng nếu như không có sự hiện diện của người truyền đạo, sự hiện diện của một bậc thầy, một bậc đạo sư, thì chúng ta sẽ rất khó để có thể nào tiếp cận được. But most important spiritual master is the person
the practitioner who have been studied dharma. Thì khi chúng ta nói về đạo sư, về thầy, thì đó phải là một bậc thầy về Phật giáo. Và bậc thầy này phải là một người thông suốt kinh điển. Và bản thân của mình cũng đã có những cái tu tập, cũng đã có những cái chứng ngộ nhất định. Then that spiritual practitioner master should have the experience of his knowledge and his practice and experience. So this kind of việc phải tu và phải có chứng. So important. So, đây là những điều rất quan trọng. Basic quality kind of the you know spiritual masters are there. So đây là những phẩm tính cần thiết của một bậc thầy. Most important, see the living person who really practice, who know, who have practiced. Tức là một con người bằng xương bằng thịt đã có sự nghiên cứu, sưu tầm nghiên cứu, suy nghĩ về giáo pháp và đã thực chứng được giáo pháp. Had food, for example, someone had you know chocolate. So you there's some people who have never eaten chocolate, but when we meet the person, but we the people among who have never eaten the chocolate, never seen the chocolate. Nên là thầy đang lấy một cái ví dụ, giống như là một người thầy chân chính là một người thầy mà đã từng biết được đến, chẳng hạn như là kẹo sô cô la và đã từng nếm, đã từng ăn qua rồi, thì sẽ biết cái vị sô cô la đó như thế nào. Thì khi mà chúng ta đến, chúng ta hỏi một bậc thầy như thế, một người như thế, thì chúng ta sẽ biết là cái mùi vị sô cô la nó đại để nó sẽ như thế nào. Còn nếu như mà có những người thì sô cô la chỉ mới thấy thôi, chứ thật chẳng chỉ là chưa bao giờ nếm, chưa bao giờ ăn, chưa bao giờ biết được cái mùi vị nó như thế nào, nhưng mà họ vẫn có thể nói về cái mùi vị đó như đúng rồi. Cho nên là cái điều mà thầy đang muốn chia sẻ là chúng ta cần gặp những bậc thầy giống như cái người đã từng biết, đã từng nếm và đã từng ăn sô-cô-la, biết cái mùi vị nó thật sự như thế nào. Chứ không phải là một người mà có thể thao thao bất tuyệt về cái mùi, cái vị, nhưng bản thân người đó chưa hề nếm qua, chưa hề ăn qua. Not like who have knowledge, who have, you know, practice or anything, but due to our ancestors, due to our heritage, inheriting that culture, sometimes, you know, I think many in our Asian country, we have this kind of places where, you know, unfortunately, not practitioner, not who understands the Dharma. Cho nên là chúng ta muốn học Pháp một cách đúng đắn thì chúng ta cần phải gặp một bậc thầy chân chính như thế. Một người đã thực sự nghiên cứu, suy nghiệm, tu tập và chứng ngộ. Thì thầy nói là có một cái vấn nạn mà các nước châu Á thường có, tức là có những cái nơi mà chúng ta nhìn cái tướng trạng thì rất là giống người tu, tướng trạng thì rất là giống người thầy, tuy nhiên là bên trong thực sự được là thiếu đi cái sự chứng ngộ. There are some kind of praying to in front of Buddha, going to temple, offering lamb, like a offering incense. Thì nó đôi khi nó thuộc về những cái gọi là truyền thống lâu đời, giống như là ông bà mình như thế nào thì tới lượt đời mình cũng như thế. Tức là chúng ta cảm giác như là chùa chiền chỉ là nơi để đến là chúng ta lạy lễ Phật, cúng dường, tụng kinh, vân vân. Những cái nơi như thế thôi, chứ còn không phải là một cái những cái nơi mà của những bậc gọi là thực tu, thực chứng. Still have the connection. So practitioner, I think the person who, that person is somehow, if he or she has a previous karma connection, some good, you know, memory. So suddenly when they seeing the Buddha image, suddenly hearing the sutra. Tuy nhiên là điều đó cũng không có nghĩa là ở nơi đó không có những người thực sự tu hành. Bởi vì rất có thể là ở nơi, những nơi đó có những người mà do những cái thiện nghiệp trong quá khứ, những cái kết nối thiện lành với lại giáo pháp của Đức Phật trong quá khứ. Thì ngay khi mà họ thấy tôn tượng của Đức Phật, họ thấy bất kỳ một cái bản kinh Phật Pháp nào, tự nhiên họ cảm thấy rất là sùng mộ, rất là mong muốn được tìm hiểu, rất là mong muốn được nghiên cứu sâu xa. Tradition, then not much opportunity. Again, even though we born, we may say. Tuy nhiên là ở đây thầy muốn nhấn mạnh rằng là cái vấn đề về thực tu và thực chứng. Nếu như chúng ta cũng sinh vào ở một cái nơi có Phật Pháp, nhưng mà cái Phật Pháp đó nó là kiểu giống như là ông bà mình sao thì mình, cha mẹ mình như vậy, cha mẹ mình sao thì đến mình như thế. Nó chưa có được cái sự nghiên cứu sâu xa và giáo lý của Đức Phật, chưa có được cái sự thực tu và thực chứng. Thì điều đó vẫn là một cái kém may mắn của chúng ta. And have some kind of experience. Of course, then cho nên đối với giáo lý của Đức Phật không phải chỉ có lầu thông kinh điển mà còn phải thực tu và thực chứng. So experience, practice. Thì cái thực chứng ở đây nó là điều rất là quan trọng. Perfect like that.
So however, thì từ cái thực chứng này thì chúng ta mới có giáo lý sâu xa. See, we can see in our human world that different we have different life and different opportunities, different living, lifestyle. So by knowing that, not all human are precious human. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi, chúng ta nhìn vào trong cái thế giới này rất là nhiều vùng lãnh thổ khác nhau. Nhiều cái văn hóa khác nhau, những cái lối sống, cái tập tục, phong tục, quán khác nhau, vân vân. Thì chúng ta sẽ thấy là không phải người nào sinh ra làm người cũng được gọi là đời người trân quý. Knowing that to follow the proper path of Dharma, so knowing that and then finding the chỉ những người nào mà thực sự sinh ra làm người và có thể biết đến học tập, trì và chứng ngộ được Phật pháp thì đó mới gọi là đời người trân quý. Let's say if you have no time to practice, that is also not, free. You did not achieve the quality of precious human rebirth. So thì thậm chí là chúng ta đã đạt được giáo pháp của Phật rồi, cũng đã được học tập rồi, nhưng mà chúng ta lại không có thực tu và thực chứng. Thì theo như thầy nghĩ thì điều đó vẫn chưa thể nào gọi là chúng ta tận dụng được hết tiềm năng của đời người quý báu. Even though we have received all the oral transmission teaching and chúng ta đã thọ nhận rất nhiều giáo pháp, những cái giáo lý khẩu truyền. Then again, we have obstacle on practicing. Sometimes you are not allowed to do some blessings, right? Nhưng mà cũng vẫn có những cái chướng ngại. Again, obstacle is there. And then sometimes chúng ta không thể nào tu tập được. The unfortunate thing is that thì đó vẫn gọi là những chứng duy. We being lazy, right? We being lazy. Even though we receive thousands. Thì những chứng duy này nó còn là cái sự giải đãi, sự lười biếng của chúng ta. Activities. Nói là chúng ta bị cuốn vào trong những cái hoạt động thế tục, những cái việc mà phàm tục khác. Worldly activity, so sometimes completely, forget about them. Even though. Nên là khi mà chúng ta bị cuốn vào trong những cái hoạt động thế gian, hoạt động thế tục đó, thì chúng ta sẽ quên sót, chúng ta sẽ không còn nhớ gì đến cái việc chúng ta tu tập Phật pháp nữa. So there are, we have a problem in that. So therefore, và đấy cũng là một cái vấn đề đối với người tu chúng ta. Meeting, having all this quality, right? So practicing Dharma, understanding, most important, human being, always remember, know the karma, the law of universe, right? Và điều thứ hai, điều đầu tiên là thân người quý báu rồi, tất cả những cái điều mà thầy đã chia sẻ với chúng ta. Thì điều thứ hai đó, những điều mà chúng ta cần phải biết trong điều thứ hai đó, chính là nhân quả. Or if we don't accept karma, then we are not much different from the animal. Nhân quả là không sai. Sometimes, bất kể là chúng ta có thừa nhận điều đó hay không. More compassion than our human being, right? Human being, we have greedy, we have, politics, and then we have, loài người của chúng ta thì tràn đầy những cái tham, sân si, mạn ai. This all, where does it happen? Chúng ta rất là khác, thèm khác về danh vọng, địa vị. Even if they kill each other, it is for their stomach. It is to feed their children, to baby, like that, right? Or sometimes to protect themselves, to they fight. Otherwise, other enemy might kill. So that, because of that, then animals are little wild. Otherwise, animals are more kind, you can see, right? So if we don't know how, whatever, if we don't know karma, or don't accept karma, so then we are worse than animal actually, right? So not let's not say human being, but thì khi mà chúng ta quan sát vậy, chúng ta sẽ thấy là cho dù chúng có hung dữ như thế nào, nhưng mà tất cả chúng đều chỉ vì con của mình, hoặc là chúng đánh nhau tranh giành lãnh thổ, nhưng thực chất đều vì sẽ ăn vui của chính mình. Nếu như không phải vì những điều đó, thì thường đó là chúng rất là hiền lành và tử tế. Con người chúng ta cũng như vậy. Nếu như chúng ta không biết về nhân quả, không hiểu về nhân quả và không tự nhắc nhở mình về nhân quả, thì đôi khi chúng ta còn tệ hơn cả loài vật nữa. Chúng ta còn làm những hành vi mà gọi là thương thiên hại lý, không thể nào chấp nhận được. Karma, good karma makes me better place, born in better place. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là nhân quả là không sai. Nếu như tôi làm ra một điều thiện thì cái mà tôi gặt hái được sẽ là hạnh phúc. Và nếu như tôi làm ra một điều ác thì cái điều tôi gặt hái được, cái điều mà tôi phải nhận lấy đó chính là khổ đau. Điều đó là không bao giờ sai chạy đi đâu được. Difficulty situation, meeting with that kind of things. So these are all karma, right? By knowing
by understanding, you know, precious human life, we need to know that, right? So human life. So it's kind of like the. Thì khi mà chúng ta quan sát lại cái việc mà chúng ta có được thân người, thì chúng ta sẽ thấy rằng là thân người này nó cũng là kết tinh của những cái nghiệp thiện, những nghiệp tốt, những nghiệp lành trong quá khứ mà có được. Nó không phải tự nhiên mà có được. Ngay cả thân người này của chúng ta đã có được thôi, cũng đã phải trải qua rất là nhiều vô lượng vô số kiếp mà chúng ta đã tích lũy các thiện nghiệp mới có được. Như vậy thì thân người quý báu này nó cũng là một cái hệ quả tất yếu của quy luật nhân quả. Sometimes we also get influenced by that, but right that moment we need to understand, right, how difficult to attain this precious human life. Countless lifetime I have worked hard and I have practice dharma, I have doing good karma. Chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở bản thân mình. Đôi khi là do các cái tập khí, do tham sân si, chúng ta làm việc này việc kia không phù hợp. Nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nhắc bởi bản thân mình rằng là để có được cái thân người này là điều không hề dễ dàng. Nó phải là thiện nghiệp đã tích lũy từ vô lượng vô số kiếp trong quá khứ ngày hôm nay mới có được. This is nothing last forever. This is just temporary impermanence of this life. Và khi mà chúng ta quán chiếu đến thân người, đến nhân quả đến thân người như vậy, thì chúng ta lại chú ý đến một điểm khác. Đó là cái thân người này rồi thì cũng sẽ hoại tan. Thân người này không bao giờ tồn tại gọi là vĩnh hằng, vĩnh cửu cả. Và từ đó chúng ta đến với điểm thứ ba, đó chính là mọi sự vô thường. Then we turning in this cyclic existence called samsara. So here, you know, impermanence, when we know the impermanence, so however precious you are, however that, you know, you have done it previously, khi mà chúng ta nhìn ra được cái lý vô thường, cái lẽ vô thường của mọi sự, but then you also need to know this also temporary, this is impermanent. Thì chúng ta sẽ thấy là cho dù là thân người này quý báu bao nhiêu, cho dù trong thân người này chúng ta tích lũy được bao nhiêu của cải, tích lũy được bao nhiêu danh vọng, tích lũy được bao nhiêu thứ đi chăng nữa, một mai tất cả đều sẽ phải ở lại, tất cả đều sẽ phải tan hoại đi, đều phải biến mất đi. You don't need to meditate, or you don't need to chant some mantra, or you don't need to go to expensive location, vacation. No, not necessary. That will not bring us happiness. Yeah. So happiness really under accepting the truth and reality. That makes you happy. Why? Because that makes you strong. That makes us strong. When you tất cả những gì chúng ta tích lũy được nó không phải là lâu dài. Tất cả những cái hạnh phúc đó nó không phải là lâu dài. Just about being happy. Chỉ có sự chứng ngộ, chứng đạt Phật quả, đó mới là điều đem lại cho chúng ta hạnh phúc lâu dài. Beyond happy. Pleasure, it is beyond the, all the happy and sad. That is the Buddha Dharma, right? Tất cả những gì mà Phật quả có thể đem lại cho chúng ta là những cái an lạc còn siêu vượt hơn cả những cái an lạc mà chúng ta thấy trong đời sống này. But to do cho nên that, gọi là an lạc vô thượng, an lạc cao thượng. You know, really understand and develop that sense of understanding the four turning mind, you know, precious human life. And at the same time, impermanence. That is the truth and reality. Và để đạt được Phật quả thì chúng ta phải đào sâu vào trong bốn điều chuyển tâm. Fault of cyclic existence, fault of samsara, right? Bốn điều chuyển tâm này, như thầy ở đây thầy muốn nhắc lại cho chúng ta. Đầu tiên là thân người quý báu, thứ hai là mọi sự vô thường, thứ ba là nhân quả không sai, và thứ tư là luân hồi thống khổ. Khi chúng ta nhìn vào trong cái luân hồi, chúng ta sẽ thấy là nơi đâu cũng tràn ngập cái đau khổ cả, không có một nơi nào được gọi là an lạc dài lâu. You know, face death. So that time, whatever powerful we are, strong. Kể cả chúng ta có sinh làm chư thiên đi chăng nữa, thì vào giây phút chúng ta chuẩn bị hết phước. Nỗi thống khổ đó của một vị thiên nhân gặp phải cũng không hề dễ dàng gì, không hề dễ chịu chút nào. History of our human. And there are how many powerful kings? How many powerful dictators? How many powerful... Còn khi mà chúng ta nhìn vào trong cái loài người của chúng ta chẳng hạn, trong lịch sử đã có bao nhiêu vị hoàng đế được gọi là trên đỉnh cao của danh vọng? Họ đã đứng trên đỉnh cao của quyền lực, sẵn sàng coi như có trong tay tất cả điều mà họ muốn. Nhưng rồi họ đang ở đâu? Họ đều phải chết. Họ không thể nào ở trên đỉnh cao quyền lực đó mãi được. So not just even the Buddha Shakyamuni also, you know, passing into the parinirvana
in the land of India now, thậm chí ngay cả chính Đức Thế Tôn của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không ở với chúng ta mãi mãi. Đức Phật đến năm 81 tuổi, Đức Phật cũng phải nhập Niết Bàn. So when we accept death, sometimes we, you know, become a little bit kinder person, right? All these people who are very evil. Khi mà chúng ta nhìn vào trong tất cả những điều đó, chúng ta sẽ thấy là luân hồi này trần này thống khổ quá rồi. Thì tự nhiên chúng ta rất là dễ khởi sinh một cái tâm thiện tâm, một cái tâm từ ái, từ bi đến cho các hữu tình chúng sinh khác. Thì chúng ta thấy rằng là thực chất ra thì tất cả chúng ta và hữu tình chúng sinh đều đang rất là khổ. As if we are going to stay here for thousands of years. So then that. Và từ đó chúng ta sẽ tránh đi cái gì gọi là chúng ta gọi là chi tiết quá nhiều vào trong những cái kế hoạch của mình. So, có nhiều người họ cứ lập ra những cái kế hoạch giống như là họ sẽ sống được hàng trăm hàng ngàn năm vậy. Trong khi cái chuyện mà họ chết lúc nào thì không một ai có thể nói trước được. When we die, where are we going to go? We will be coming back. It's not like where death means completely the every all the story finish. It's not like, you know, trong khi chúng ta hết cái thọ mạng này thì chúng ta lại tiếp tục going to enter tầm luân, tiếp tục trở lại trong sinh tử, again our consciousness, tiếp tục trở lại trong một cái hình thái khác, có thể là hình thái giống như chúng ta hiện tại, là hình thái con người, cũng có thể chúng ta sẽ phải chuyển sinh vào trong các cái cảnh giới khác. Không bao giờ có cái chuyện là chúng ta chỉ sống đời này thôi, còn đời sau thì không có, cho nên chả cần phải lo, không bao giờ có chuyện đó đâu. Hungry ghost realm, animal realm, human realm, asura or the demigod realm. Và hầu hết, có thể gần như là 99% tất cả những người sau khi qua đời thì họ sẽ phải chuyển sinh vào trong ba cõi thấp. Ba cõi thấp chúng ta hay nghe là tam ác đạo, gồm có địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. As long as we remain in this realm, so the suffering is endless. Ngày nào mà chúng ta ngày nào mà chúng ta còn ở trong cái sống đại luân hồi này thì chúng ta vẫn chưa thể nào gọi là giải thoát được. Do good karma, then we even, you know, then of course we will go to lower, then we suffer more, right? So if we do some small amount of good karma, we may born as a little better, maybe human being, maybe God realm. Nếu như chúng ta đã tích lũy đủ công đức, thì đôi khi sau khi qua đời chúng ta sẽ có thể chuyển sinh làm một vị thiên nhân. You know, human life. Có thể là chúng ta sẽ chuyển sinh vào Atula. Good life. Hoặc là đôi khi chúng ta sẽ trở lại làm người. No, but one day have to leave everything. But that, you know, death never comes. Và có thể là trong cái cuộc đời tiếp theo của chúng ta khi sinh trong thân người đó, chúng ta sẽ có một cái cuộc sống tốt đẹp. Nhưng cuộc sống tốt đẹp đó cũng bị vô thường chi phối và rồi chúng ta cũng sẽ từ bỏ mà thôi. Chúng ta không thể nào mang theo mãi được, không thể nào mà sống sướng mãi được. Murdering many different kind of meeting many different kind of situation conditions to face the death. And there are plenty of different conditions and situations that we may. Và khi chúng ta nói về cái chết thì có rất là nhiều cách để chết. Không có bất kỳ một cái hình thái cụ thể nào của cái chết cả. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Đôi khi là bị giết, đôi khi là bị tai nạn, vân vân. Chẳng hạn như là khi chúng ta đang trên máy bay đi du lịch đâu đó, chúng ta cũng không thể nào nói trước được là chuyến bay đó sẽ an toàn. So then again we don't know. Rồi hay như là trong cái thời hiện đại này của chúng ta đối diện với lại virus corona, dịch bệnh này cũng đã giết rất là nhiều người, hàng triệu người đã chết vì dịch bệnh này. Chúng ta không thể nào nói trước được là liệu rằng là chúng ta có phải là người tiếp theo hay không. Not too much suffering. So we have a perfect opportunity. Nhưng dù sao thì trong thân người này chúng ta đã rất là may mắn. Bởi vì ở trong thân người này chúng ta không quá sướng, cũng không quá khổ, không quá sướng là như là chư thiên, cũng không quá khổ như là bà quả thấp. Chúng ta đang ở trong một cái trạng thái tương đối được gọi là cân bằng giữa hạnh phúc và khổ đau. Thì từ đây chúng ta rất là dễ tu để trở thành một vị Phật. Too much pleasure, too much enjoyment. Nếu cái chư thiên á, mà nói về nhân quả thì hầu hết là các vị không có nghe, không có quan tâm lắm đâu. Tại vì đang sướng quá rồi thì còn quan tâm nhân quả làm gì? Hay như chúng sinh trong địa ngục,
Nhưng sao trong địa ngục mà khi mà chúng ta nói về nhân quả thì thường là họ cũng không để tâm. Tại vì khổ quá rồi thì nói đến nhân quả làm sao mình nhập vào tâm được. You can see in this world, right? So như vậy thì trong sáu cái cõi, trong luân hồi có sáu cõi, thì chúng ta sẽ nhìn nhận là cõi người là may mắn nhất, bởi vì trong cõi người thì nói chuyện nhân quả may ra còn nghe. Even drop of water they're getting problem. Some African countries, I think we can see, you know, that people dying. Even this modern in this world, see right now how many developed. Nhưng mà ngay cả trong cái cõi người này thì cũng không phải là nơi nào cũng có thể nói chuyện nhân quả được. Không phải hữu tình chúng sinh trong cõi người mà ở cái thế giới này, ở nơi đâu người ta cũng nghe được nhân quả. And then again, there are more terrorists, more killing. Chúng ta nhìn thấy những cái vùng quá đói kém, chẳng hạn như là châu Phi, hoặc là những vùng mà số người đang chết quá nhiều vì dịch bệnh, là những cái nơi mà đang sống trong chiến tranh, súng đạn ngày đêm. Chẳng hạn như là các cái vùng ở Trung Đông. Lot of war, many innocent people dying, and all this you can compare. Relate with the, see, the demigod. Chúng ta có nhìn, chúng ta xem những cái cõi, chẳng hạn như những cái cõi mà đầy chiến tranh như vậy, nó cũng khá là giống với là các cõi Atula, là nơi tràn đầy chiến tranh. In the ocean, we can see how many countless animals there, right? Thì khi mà chúng ta nói về các loài trong súc sinh, like chúng ta có đếm được hay không? Big animal, hay chẳng hạn như ở trong and there's trong biển thôi thì chúng ta có biết là có bao nhiêu loài sinh vật đã sống ở trong biển hay không, và chúng cũng không có thời gian để mà nghe nhân quả bởi vì chúng còn bận đấu tranh sinh tồn. Cá lớn nuôi cá bé, cá lớn nuôi cá bé, và đôi khi cá bé cũng có thể ăn được cá lớn. Rồi chúng ta nhìn ở trong rừng, các loài động vật lúc nào cũng phải đấu tranh sinh tồn với nhau. Suffering of animal. then heaven realm is now, I think, maybe all these famous celebrities, rich millionaires, really. So sometimes we get to hear news that some celebrity, very rich, very, you know, very beautiful, but rồi khi nói về chư thiên, thì ở ngay trong loài người này cũng có những người mà sống trong cảnh giới của chư thiên, là những người mà nổi tiếng, những người tỷ phú, triệu phú, sống không lo mặt, không lo chuyện cơm ăn áo mặc gì cả. We can actually see that all these sufferings, you know, just like all six realms exist in here. Cho nên là thầy mới chia sẻ với chúng ta là thực ra trong loài người cũng đã có sự hiện diện của sáu nẻo luân hồi rồi. Whether we are rich, whether strong, always we have, you know, always we have the samsara is full of suffering. Cho dù là người giàu hay người nghèo, người sướng hay là người khổ, cho dù là thuộc tầng lớp, thuộc giai cấp, thuộc chủng tộc, thuộc vùng đất nào đi chăng nữa, thì tất cả đều phải đối diện với là những cái vấn đề chung của loài người. Right, so that is the và đứng vấn đề chung của luân hồi, đó chính là khổ đau. You know, realizing the law of karma. So now here, all this samsara, all this suffering, all this, you know, confusion. Where does it come from? It is not knowing the law of karma, right? Thì tất cả những cái khổ đau của luân hồi nói chung và của loài người nói riêng là đến từ đâu? Đó là đến từ vô minh, và vô minh cụ thể đây là không biết được nhân quả, không hiểu về nhân quả. Remain in samsara forever, right? Chính vì không hiểu về nhân quả cho nên mới cứ lẩn quẩn ở trong cái luân hồi khổ này. Karma is the no law of karma, because in fact there are many methods, many ways. Sometimes we remember, we know, sometimes some incidents happen to us, and then we become we realize that you know, okay, now this is samsara, now this is karma. Sometimes we ourselves individual face difficulty in life, so sometimes that đôi khi là trong cuộc sống này của chúng ta cũng có những cái khoảnh khắc chúng ta nhận diện được về nhân quả, đặc biệt là khi mà chúng ta đối diện với lại các cái thử thách, các cái khổ đau.
before facing, before we enter into different situation in a life, difficulties, suffering, before that we need to know. So how we need to know? By knowing the Dharma, right? If we know Dharma, cho nên là để mà chúng ta... we know Karma, right? And if we don't know Dharma, then there's no way to understand Karma. Even though you know certain, you know, experience and all that, but it does not give you complete understanding, right? So here, to apply cái hiểu Dharma, đó nó cũng chỉ là giai đoạn nhất thời. Tức là phải tùy theo hoàn cảnh mình mới hiểu về nhân quả. Và cái vấn đề mấu chốt ở đây là chúng ta cần phải nhận nghĩ tới, phải nhớ đến nhân quả thường trực. Words of my perfect teacher, Paturumbuche, quoted that to know the Dharma, to practice Dharma, to follow spiritual Dharma path, what is the most important? What is the most important step is to first is to find the guru. So without the guru, without the teacher, then we will not. Trong tác phẩm, trong tác phẩm Lời Vàng của thầy tôi, Patrulje cũng đã có cái sự đề cao rất là lớn đến việc tìm kiếm vị thầy. Second, it is important to know, it is very important to understand the guru, right? So in Tibetan, I say. Cho nên là cần phải khảo nghiệm vị thầy rất là kỹ. First thing, first word is Thangbo Lama Tala Khe. You know, that means first you have to be perfected into, finding guru, right? Finding guru. Ngay cả người tàn họ cũng có một câu cửa miệng là cái điều đầu tiên quan trọng nhất là phải tìm được một người thầy toàn hảo. That is not right thing to say, right? Checking guru, right? I will tell you why that's the problem. Khi mà chúng ta nói về khảo nghiệm vị thầy thì một số người sẽ cảm thấy là không hay lắm. Second, perfected. Second, Thangpo Lama Tala Khe, Phardo Lama Tenla Khe. Phardo Lama Tenla Khe. The second is to perfect, to be a perfect, to show guru, right? To show guru. So you have to be perfected to showing guru, following guru. Following guru is better. Right. Đầu tiên là khảo nghiệm vị thầy. Điểm thứ hai là chúng ta cần phải theo vị thầy đến cùng. Tức là sau khi đã khảo nghiệm xong, đây là vị thầy toàn hảo, thì cái điều tiếp theo thứ hai là chúng ta sẽ theo thầy đến cùng. Tức là một khi đã xác định là thầy là một bậc toàn hảo rồi, thì chúng ta sẽ theo cho đến cùng. We can explain both sides, you know. But here, I think most important when we say taking guru. Right? How are we going to do that? It is almost like impossible. Làm sao mà chúng ta có thể khảo nghiệm vị thầy được? So if you want to judge the guru, chúng ta khảo nghiệm vị thầy như thế nào? Better position than the guru, right? So to find the doctor, khi mà chúng ta muốn đánh giá hay phán xét về vị thầy thì đương nhiên là cái cảnh giới chứng ngộ ta phải cao hơn chứ, thì mới có thể khảo nghiệm được. Right? Because we don't know the doctor's study. Thì có khi mà chúng ta có chuyên môn giống như là hàng giáo sư về y khoa thì chúng ta mới có thể phân định được là đây bác sĩ này tốt, bác sĩ kia không tốt được. Right? So here to checking guru doesn't make any sense. Right? But cho nên cái nghe cái câu mà khảo nghiệm vị thầy thấy nó cứ sao sao. We have to understand first thing, checking ourselves whether I am worthy of this guru or not. Right? So, cho nên là điều đầu tiên là chúng ta tự xét bản thân mình, liệu rằng là chúng ta có xứng đáng với vị thầy đó hay không. Is it perfect to cater this guru's teaching or not? So that giống như là việc là chúng ta xem thử là mình có phải là người thích hợp để thọ nhận giáo lý của Phật hay không từ vị thầy đó. Yourself, right? Where I have. Cho nên điểm đầu tiên không phải là đi xem vị thầy, mà điểm đầu tiên là xem bản thân mình. What kind of important teachings that I need to do? What should I do? Right. Và từ đó chúng ta mới biết được là mình cần một vị thầy như thế nào. Identifying yourself to know your situation, right? Before. Cho nên là khảo nghiệm vị thầy ở đây thực chất ra là một bước khảo nghiệm chính bản thân mình. Then sometimes if the individual yourself is a capacity is just the kindergarten student, so even if you meet with the professor. Nếu như căn cơ của chúng ta, căn cơ của chúng ta mà giống như là một đứa trẻ cần phải vào mẫu giáo, thì cho dù chúng ta gặp một giáo sư đại học. Cannot understand the thì professor. Điều đó cũng có nghĩa là người vị thầy đó không phù hợp với chúng ta. University professor,
cannot make any connection there. Right? Thì lúc đó, lúc bây giờ chúng ta căn cơ chúng ta chỉ giống như một đứa trẻ như thế thôi, mà chúng ta gặp một vị giáo sư đại học thì cái vị giáo sư đại học đó cũng không giúp ích gì nhiều được cho chúng ta. Teacher, professor is crazy or useless. Lúc đó thì một đứa trẻ trong trường mẫu giáo sẽ nghĩ rằng là cái ông giáo sư này, ông thầy này bị điên. Ông thầy này không phải là một người thầy tốt, không phải là một người thầy giỏi. Capacity is kindergarten student or primary student. Cho nên là cái vấn đề về căn cơ ở đây chúng ta cần phải quan sát rất là kỹ và phải thành thật với chính bản thân mình. Different levels of there. So here, khi chúng ta xác nhận là mình đang cần cái cấp độ như thế này, thì chúng ta sẽ có cái sự tìm hiểu, tìm kiếm vị thầy tương ứng. What can digest in our mind, and what Dharma practice that really changes my mind? Chỉ có khi gặp một vị thầy mà tương ứng với căn cơ của chúng ta, thì mới giúp cho chúng ta có thể gọi là tiếp nhận, tiếp thu một cách tốt đẹp được, một cách trọn vẹn được. Cho nên là khảo nghiệm vị thầy ở đây chính là khảo nghiệm trên chúng ta, xem là căn cơ này của chúng ta thì cần một vị thầy như thế nào để chỉ dạy mình. Then we are easy to go to which doctor, because there are many doctors, dermatology doctor, skin doctor. Có rất là nhiều bác sĩ, nhưng mà liệu rằng là khi chúng ta bệnh chúng ta có đến gặp đại một bác sĩ nào hay không? Thì chúng ta phải biết rằng là mình đang cần, mình đang gặp vấn đề về cái gì để đi đến gặp người bác sĩ tương ứng. How many doctors there? When you go to the hospital, we get confused. There's so khi mà, khi mà chúng ta vào trong bệnh viện, chúng ta thấy là bao nhiêu bác sĩ ở trong đó. Nếu như chúng ta không tự biết bệnh của mình, so thì làm sao chúng ta đến gặp một cái người bác sĩ có thể chữa bệnh cho chúng ta được? I will go to heart surgery doctor, I will go to the bone, skin specialist, dentist. Many doctor I will be going there. The problem is, I don't know, right? That my problem. Vì cái vấn đề của chúng ta là khi chúng ta bước vào bệnh viện mà không hề biết là mình cần cần một người bác sĩ như thế nào. Hay nói cách khác, chúng ta không biết bệnh trạng của chính mình. It means to find ourselves what we need, right? Cho nên là cái điểm đầu tiên, tiên quyết ở đây là chúng ta cần phải biết mà mình là người như thế nào, căn cơ của mình đến đâu, mình cần một vị thầy như thế nào để chỉ dạy cho mình tu tập. To show guru or to follow the perfect being, following the guru's path, you know, that is important. So once, và điểm từ đó khi mà chúng ta đã biết được là mình cần vị thầy như thế nào, thì mình toàn tâm toàn ý đi theo vị thầy đó. Teaching is perfect for me. Then there is no turning back. Then there's not trying to check. Khi chúng ta đã bị ý thức được chuyện này rồi thì chúng ta sẽ không có chuyện gọi là thoái thất hoặc là hối chuyển. Chúng ta đi thẳng đến kết quả mà mình mong muốn. Còn nếu không thì đôi khi là trong cái quá trình chúng ta theo thầy mình học, chúng ta sẽ phải ra các cái nghi hoặc. Lúc thì tin, lúc thì nghi, lúc thì nghi. Nó rơi vào trong cái trạng thái là rất là dễ bị lay chuyển, rất là hay dao động. During the checking myself and to find guru which is suitable for me, that moment everything is already cleared. You have everything agree. Tất cả mọi thứ nó sẽ rõ ràng ngay trong cái bước đầu tiên. Biết mình cần gì, căn cơ của mình như thế nào, vị thầy nào là vị thầy có thể giúp cho mình giải quyết được các cái vấn đề của mình. Thì ngay khi mà mình gặp được cái vị thầy đó thì mình sẽ một lòng một dạ theo vị thầy đến cùng, chứ không phải là thêm bất cứ một cái nghi hoặc nào nữa. In his many teachings say that Milarepa is like one of his inspiration, right? So Milarepa, how the chính bản thân Patrimuche khi mà trong cái cuộc đời của mình đã từng nói rằng là Đức Milarepa là nguồn cảm hứng của mình. That kind of devotion, the Marpa and Milarepa, Milarepa's devotion to guru becomes kind of like the history image. Chúng ta thấy là gần như là một cái tượng đài trong lịch sử khi chúng ta nhắc về Đức Milarepa và lòng sùng mộ của ngài dành cho sư phụ của mình là Đức Marpa. You need to follow like how Milarepa follow Marpa. Cái cách mà chúng ta cần đi theo vị thầy nó giống như là cái cách mà Đức Milarepa đã đi theo Đức Marpa. Then thamma gung chik lab lakhe, then the third is to perfect it on following the guru's instruction, guru's speed instruction. No, that's very important. Thứ ba là điểm cuối cùng, cũng chính là tuân theo chỉ dẫn của thầy. Saying now this is what you need to practice. Then without any confusion, without any doubt. Khi mà vị thầy chỉ ra cho chúng ta là đây là cái điều mà con cần phải làm, đây là điều mà con cần phải tu, đây là điều mà con cần phải đi theo. Thì chúng ta một lòng một dạ làm theo điều đó.
perfected until the guru says now you can stop. Until guru says now you can change, right? We need to follow like that, right? See, chúng ta cứ làm theo cái chỉ dẫn của vị thầy cho đến khi mà thầy nói là như thế là được rồi, à, như thế là đủ rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái pháp tu khác. That really never result of Dharma, right? Unfortunately, in the modern world now, not much result in Dharma practice, right? I have encountered some of the practitioners saying, I have been. Tức là ngày nay thì các cái học trò chưa có đạt được đến chỗ đó. Cho nên là không tu hành không có kết quả gì cả. How to follow Dharma properly? If we don't know, thì bản thân này cũng là gặp rất là nhiều người tu hành nó không có được cái kết quả như mong muốn. Đó là do chúng ta chưa biết cách tìm vị thầy và tu học theo vị thầy như thế nào cho đúng. Growth does not make you a practitioner, right? So some sutra mantra you just read, that also not sure if how if really the deep. Thầy ở đây thầy muốn nhắc là một câu mà trong tiếng Việt mình có câu là chiếc áo phao lên nên thì tu. Tức là cho dù chúng ta thể hiện mình tu như thế nào, khoác lên mình chiếc áo gì, nhưng ở bên trong là không thực sự có công phu tu hành theo đúng lời dạy của vị thầy thì không bao giờ có được kết quả. So however, cái chuyện mà chúng ta ngồi đó và chúng ta đọc kinh, chúng ta trì chú vân vân, nhưng mà bên trong thì hoàn toàn trống rỗng, nó sẽ không đem lại bất cứ kết quả nào cho chúng ta cả. Cho nên là một khi mà đã gặp được một vị thầy chân chính, đã đi theo thầy rồi, thầy đã chỉ dạy cho rồi, thì hãy cố gắng mà thực hành, cố gắng mà tu theo, chứ đừng có chạy đông chạy tây, chạy đây chạy đó nữa. So for training mind, then second bodhicitta, right? Bodhicitta mind. Cho nên là ở đây thầy nhắc lại một lần nữa là chúng ta còn phải luôn luôn nhớ về bốn niệm chuyển tâm. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, đó chính là quy y và bồ đề tâm. Words of my perfect teacher, refuge, three root, Buddha, Dharma, and Sangha, three root, tantra, from tantric way, refuge is three root, Lama, Guru. Thì trong tác phẩm Lời Vàng của Thầy Tôi, Patrimuche đã nhắc là khi, trong khi chúng ta quy y, chúng ta có ngoại quy y. Quy bên ngoài, tức là quy y Phật Pháp Tăng, Buddha, là quy y chung nhất của tất cả các truyền thống Phật giáo. Quy bên trong là quy tâm căn, hay là tâm căn bản, đó chính là đạo sư, bổn tôn và không hành. Thì liên hệ sâu hơn đến mật thừa ở đây. Not something different refuge. It is the same refuge. But then, of course, it's the, you know, little bit extra understanding, little bit special edition there, you know. So, Lama means guru, means guru is separable with the Buddha. Thì khi mà chúng ta đọc đến đây, chúng ta đừng có nghĩ là đạo sư, bổn tôn và không hành là các cái đối tượng là đâu đó bên ngoài Phật Pháp Tăng. Thì chắc ra đây chỉ là một cái bước gọi là thêm vào mà thôi, hoặc là mở rộng hơn mà thôi, mở rộng đối tượng của y mà thôi. Chứ thực chất ra chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến đạo sư, bổn tôn và không hành là điều gì đó khác biệt. Dharma. So Dharma here, deity is Dharma, right? Thì là đạo sư chính là Phật, bổn tôn chính là Pháp. Understanding when it comes to deity, many practitioner, sadly, some very senior practitioner sometimes getting wrong understanding. So deity means we feel like some person. So thì khi chúng ta nói vấn đề bổn tôn, có nhiều người nghĩ bổn tôn giống như là một con người vậy. I have to do the next deity also, because, you know, I have connection with this deity, so we have, you know, then whole. Chẳng hạn như là tìm xem là mình kết nối với vị bổn tôn nào. So then with this kind of understanding, so we making deity into personal, you know, person in a person. Khi mà chúng ta nghĩ về bổn tôn như thế, tức là kết nối với bổn tôn này, không kết nối với bổn tôn kia, thì nó mang cái vấn đề hơi bị gọi là sai lầm một chút. Tức là chúng ta đang nhân cách hóa bổn tôn. Form, different deities, you know, image, mudras, and the deity holds a different object. This all represents different levels of understanding in the meditation practice, understanding, realization. Right?
that represent different. Thì chúng ta nhìn chư tôn với lại các cái sắc thái, các cái thủ ấn, các cái bộ pháp, các cái bộ đứng hoặc là ngồi, các cái pháp khí vân vân, tất cả mọi thứ đều hiện bày các cái tầng lớp khác nhau của chính ngộ. Thực ra không phải là thực chất các vị là đúng như hình như vậy. Purify our perception. That is the practice of deity. That is the practice of yidam. Khi chúng ta là khi chúng ta tu trì bổn tôn thì cái mục tiêu sau cùng là tiêu trừ tất cả các cái vọng niệm, tất cả các vọng tưởng. What we see, right? Đưa tất cả các cái tri kiến của chúng ta về với lại tri kiến thành tựu. The outer phenomena is there. Then we think it is there. Then we are in samsara, right? Một khi mà chúng ta vẫn còn có những cái vọng niệm bên ngoài, chẳng hạn như là thật có là cái này, thật có là cái kia, thì chúng ta vẫn còn trôi lăn ở trong sinh tử, vẫn còn lẩn quẩn ở trong cái vòng này. And of course it's not transform and be there, but the final practice of deity is of course dissolution, the conclusion practice that indicates. Thì trong các pháp tu bổn tôn chúng ta luôn luôn thấy là sẽ có bước gọi là hòa tan. Bước hòa tan này tức là đưa tất cả các sự vật hiện tượng trở về với bản tánh chân như vốn có. Connect with the generation stage and the completion stage practice. Khi chúng ta nói về tu bổn tôn, chúng ta cũng sẽ có hai cái giai trình. Và đầu tiên gọi là giai trình phát triển và sau cùng là giai trình hoặc giai trình toàn thiện. That's very important. Yeah. And then sangha. Sangha means here in the Dakini, right? Dakini, of course, Dakini does not really matter. Only Dakini means become. Và thứ ba là không hành, không hành thì tương ứng với lại tăng. So Dakini, the meaning of Dakini in the Mahamudra teaching, I explained. Chuingi kala topa meban drovana kandro. You know, chuingi kala means the space of Dharmakaya, the one who can fly in the space of Dharmakaya, right? So that is Dakini. Khi chúng ta nói không hành thì chúng ta không không nên nghĩ các ngài chỉ là những vị Phật mẫu, những vị không hành bình thường. Ở đây là những vị có thể đi ra và đi vào tự tại pháp thân. But in Tantrayana, Sangha is not something very like a friend, but Sangha is like the Buddha also. Sangha also become Bodhisattva. Cho nên là khi chúng ta thấy là đối với phương diện bên ngoài thì tăng là những người mà đồng hành của chúng ta, đi với chúng ta. Nhưng mà khi mà tiến vào bên trong thì tăng ở đây đã được đưa lên ngang với Phật. This Buddha, Dhamma, Sangha, three root. So out. Cho nên là bên ngoài chúng ta thấy là tam bảo phân định rất là rõ như thế, nhưng mà khi vào bên trong thì tam căn lại tương đồng với nhau. Thì đây chúng ta gọi là quy y bên trong. Outer refuge, outside outer refuge is to the three root or three Buddha Dhamma Sangha three root. That is outer refuge. So inner refuge. Bên ngoài là tam bảo Phật Pháp Tăng. Bên trong thì là tam căn. Refuge to the Za lung tigle. Za means channel. Lung means the wind, energy. Then the tigle means bindu. So this. Thì ở bên trong chúng ta tương ứng với lại mạch khí và tinh. Then, trong tiếng Tài là sa lung tigle. Secret refuge is the ngô vessel thukje is three. So secret refuge is ngô means essential nature. So essential nature. What is the essential nature? That is emptiness. Cuối cùng là quy y về bí mật. Quy về bí mật chính là quy y chân như thể tánh của chúng ta. And second, rangshin means natural. Natural. So natural. Chân tâm bản tánh. Clear light. Unstained. Clear light. Wisdom. Thì chân tâm bản tánh ở đây là một cái nói khác của thường tịch quang hoặc là tịnh quang. Thukje means compassion, bodhicitta mind. Và đồng thời cũng là đại bi hoặc là bồ đề tâm. Also represent the Buddha nature. So that is the. Thì đây cũng là một cái phương diện của Phật tánh. Innermost or the secret refuge. So these three refuge. According to Zaparumaji, outer, inner, and secret. So,
Then, thì các đối tượng của ý bên ngoài bên trong này là Pháp Sư Rinpoche đã trình bày rất là rõ trong tác phẩm của mình. Right? So motivation, right? So motivation. So here motivation when we develop bodhicitta mind, then of course we all have. Thì thầy muốn chia sẻ một chút về Bồ Đề Tâm, về động cơ. In the Shantideva teaching, Shantideva quoted Changchuk sem ni dodo namba ni su shija de Changchuk. Maybe sem toni Changchuk jukba ni no said that. So bodhicitta comes in to expect first is munpa Changchuk sem. Munpa means kind of like aspiration. Thì giống như là tôn giả Tịch Thiền đã nói trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh của chúng ta, khi nói về Bồ Đề Tâm, nói đến hai phương diện, thứ nhất Bồ Đề Tâm Nguyện, thứ hai Bồ Đề Tâm Hạnh, đó chính là Bồ Đề Tâm. Aspiration in English is aspiration. Thì Bồ Đề Tâm có hai phương diện ở đây, thứ nhất là Bồ Đề Tâm Nguyện. And then Jupa Semche is the application, applying. Thứ hai chính là Bồ Đề Tâm Hạnh. So two, phương diện thứ nhất là Bồ Đề Tâm Nguyện, phương diện thứ hai là Bồ Đề Tâm Hạnh. First has to be aspire, right? So through aspire, đầu tiên là phải nguyện. Sattva practical path, when we aspire the bodhicitta mind, so during that thì chúng ta khởi nguyện đến Bồ Đề Tâm. What it means is that so here aspiration, aspire during the aspiration, so the practice of practice of development of four immeasurable thoughts, right? So four. Thì Bồ Đề Tâm Nguyện liên quan đến tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm thì chúng ta đã rất là hay đọc trong các cái nghi khóa của chúng ta rồi. So four line shows that four immeasurable thoughts is that. So first is kindness, to develop kindness. Đầu tiên là từ. Passion. Thứ hai là bi, thứ ba là hỷ, fourth is to develop, remain in economy state of thứ tư là xả. Four practice, four immeasurable. Từ bi hỷ xả đây chính là tứ vô lượng tâm. Path of aspiring the bodhicitta. Ở đây cũng chính là cái con đường mà chúng ta phát khởi Bồ Đề Tâm Nguyện. Involve in the bodhisattva path. Và đồng hành với lại Bồ Đề Tâm Nguyện chính với lại Bồ Đề Tâm Nguyện chính là Bồ Đề Tâm Hạnh. Có nghĩa là khi chúng ta đã có nguyện rồi thì đến phần hạnh, nghĩa là chúng ta tự mình dấn thân vào con đường cứu độ nhân sinh. Dựa trên nền tảng của tứ vô lượng tâm, chúng ta hiện thực hóa nó, hành động hóa nó. Thì ở đây tương ứng với lại sáu ba la mật. Practice of six parameter, then through the tu sáu ba la mật. Through the practice in practice of you know, aspiring and application path, it is actually what it does is it accumulates the merit, accumulation of the merit. So that is the result. Nhờ chúng ta tu trì tứ vô lượng tâm thuộc về Bồ Đề Tâm Nguyện và lục độ ba la mật thuộc về Bồ Đề Tâm Hạnh, chúng ta sẽ hoàn thiện được tư lương về công đức. Therefore, the path brings the accumulation of the merit. Chúng ta sẽ hoàn thiện được công đức thông qua 10 pháp đó. Bodhicitta, tứ vô lượng tâm là 4, lục độ ba la mật là 6. Ultimate bodhicitta there are 2. So here ultimate relative bodhicitta, you know, is the practice of, as I mentioned earlier, the aspiration and application practice. Then aspiration practice is important to apply the four immeasurable thought. Application practice is true to practice on the six paramitas. So these practice actually is the relative bodhicitta, my relative bodhicitta practice. Khi chúng ta nói về Bồ Đề Tâm, chúng ta còn phân làm Bồ Đề Tâm theo tục đế và Bồ Đề Tâm theo chân đế. Ultimate bodhicitta practice is the practice of ultimate bodhicitta is the actually. Thì tất cả những gì mà thầy chia sẻ bây giờ thuộc về Bồ Đề Tâm theo tục đế hay là Bồ Đề Tâm tương đối. Ultimate bodhicitta can be developed only two ways. Tiếp theo là Bồ Đề Tâm theo chân đế hay là Bồ Đề Tâm tuyệt đối. Means countless three lifetime, countless lifetime accumulation of countless lifetime during countless lifetime accumulation and purification through that way
There are way of course there is general way. There is general way. Thì cái cách chung thôi. Có hai cách. Thì cách chung nhất. Ultimate bodhicitta actually means để đạt được bồ đề tâm chân đế, bồ đề tâm tuyệt đối. From sutra point. Theo quan điểm của Hiển giáo thì chúng ta phải tích lũy công đức và tịnh hóa nghiệp chướng trong suốt ba a tăng kỳ kiếp. Knowing that, recognize recognition to understand and realize the complete realization is the ultimate bodhicitta. Thì lúc bây giờ chúng ta mới đạt được Phật quả viên mãn. Thì lúc bây giờ chúng ta giống như có thể gọi là đã trực nhận được về bồ đề tâm tuyệt đối. Chúng ta tưởng tượng là ba tăng kỳ kiếp là bao nhiêu lâu? Có thể nói là vô lượng, vô biên, vô số, vô tận. Then that's one. Then Sara said, then another way is. Thì còn cách thứ hai là gì? Prince devotion and the guru's blessing when comes together, the Mahasiddha's blessing, your guru as a Mahasiddha. Đó chính là chúng ta lấy phương tiện từ lòng sùng mộ của mình kết hợp tương ứng, gọi là tương ứng với lại ân phước gia trì của bậc đạo sư. Đây là ân phước gia trị cũng phải thành tựu giả và đạt được. Ultimate bodhicitta means actually complete enlightenment, right? Enlightenment itself. Khi chúng ta nói về bồ đề tâm tuyệt đối hay là bồ đề tâm chân đế theo chân đế, thì chúng ta đã nói đến Phật quả viên mãn. The more and more it becomes clear the ultimate bodhicitta when we attain the different bhumis of bodhisattva. Each bhumi. Khi mà chúng ta nói nhìn theo phương diện của Bồ Tát đi chẳng hạn, thì để nhận diện ra được bồ đề tâm tuyệt đối này, bồ đề tâm tại chân đế, thì chúng ta cần phải tiến qua các cái tầng bậc hay là các cái Bồ Tát địa trong 10 địa Bồ Tát. Different levels, so we will be able. Cho nên khi chúng ta đạt được Phật quả, gain that the knowledge, the development of the ultimate bodhicitta is like that. Yeah. So, I think. You know, to really, Padu Rinpoche said, without this, there is no enlightenment. With this, there is enlightenment, right? So he have quoted that way. So that means, this means here, it means the bodhicitta mind, right? Without bodhicitta. Padu Rinpoche khi mà nói về bồ đề tâm trong tác phẩm của mình, Padu Rinpoche ngài đã nói như sau, không có bồ đề tâm sẽ không đạt được Phật quả. Chỉ khi có Bồ Đề Tâm thì mới đạt được Phật quả. Thì chúng ta thấy rằng là cái vai trò của Bồ Đề Tâm nó lớn lao cỡ nào. Không có Bồ Đề Tâm thì sẽ không bao giờ có Phật quả, không bao giờ thành Phật được. Aspiring. So when we talk about aspiring, it is very important. This in the King of Aspiration Prayer, there's one word in there saying that you rejoice when someone have the bodhicitta mind. When we rejoice, we're not talking about the person is developed bodhicitta mind or anything. Thì trong Phổ Hiền Nguyện Vương, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương có một cái câu kind of, là tùy hỷ bồ đề tâm của người khác. Just ordinary people, just rejoicing bodhisattva, bodhicitta. Chỉ cần một phàm phu mà hoan hỷ là bồ đề tâm của một bậc Bồ Tát. Bodhicitta, bodhisattva mind. Just by rejoicing the bodhicitta mind. Chỉ nhờ hoan hỷ thôi. That merit of just rejoicing bodhicitta is the merit is as good as, right? The entire universe you fill with the offering and making offering to Buddha, and just. Thì công đức có được cũng đồng như cúng dường toàn bộ tam thiên đại thiên thế giới đến chư Phật. So therefore, then also Shanti Deva said, bodhicitta. When you have bodhicitta mind, when you really develop bodhicitta mind. Và cũng giống như là Tôn Giả Tịch Thiên đã nói, chừng nào mà chúng ta vẫn còn có Bồ Đề Tâm thì cái lượng công đức đó là vô lượng vô biên, chẳng thể nào nghĩ bàn. Cho nên là chúng ta hãy tưởng tượng cái công đức khi chúng ta có cái Bồ Đề Tâm ở trong chúng ta như thế nào, nó vô cùng lớn, không thể nào có thể nói được, không ngôn từ nào có thể diễn tả được. So when we really develop compassion and kindness to sentient beings, usually. Một khi mà chúng ta đã mở rộng lòng mình, phát khởi bồ đề tâm hướng đến tất cả hữu tình chúng sinh. Any human can have is the compassion, love, kindness. This is the ultimate quality that makes us. Thì chúng ta đang có được một cái phẩm đức rất là cao thượng. That makes us. That becomes extraordinary, right? Phẩm đức này đưa chúng ta từ phàm phu lên tới cái cấp độ được gọi là bậc cao thượng hoặc là một thượng nhân. Aspiring, something that you aspire
Và chưa cần gì tới Bồ Đề Tâm Hành, chỉ cần là Bồ Đề Tâm Nguyện thôi. Một cái Bồ Đề Tâm Nguyện tha thiết hướng đến hữu tình chúng sinh thôi. Detail about the Bodhisattva path, Bodhicitta's path, Bodhisattva path, we need to elaborate more on the Shantideva teaching. Thì khi mà nói về Bồ Đề Tâm thì chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn ở trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh của Tôn giả Thích Thiên. Only based on the Bodhicitta mind, right? But Bodhicitta mind, yet when you say Bodhicitta mind, so actually say Shantideva said all the 84,000 teachings of Buddha is in Bodhicitta mind, right? So Tôn giả Thích Thiên chính ngài đã từng nói rằng là 84.000 pháp môn của Phật đều hàm chứa nơi Bồ Đề Tâm. Without Bodhicitta, if we don't know Bodhicitta, which means, so we don't know all the Buddha teaching, whatever we study. Một khi mà chúng ta còn không biết đến Bồ Đề Tâm thì điều đó có nghĩa là chúng ta chưa biết một cái gì về 84.000 pháp môn cả. The biggest problem is there's no enlightenment without the Bodhicitta. Thì cái vấn đề mà to nhất ở đây không phải là biết hay không biết mà là không đạt được Phật quả. Tức là tu không thành Phật được. Thiếu Bồ Đề Tâm thì tu không thành Phật được. Đấy mới là cái mà thiệt thòi lớn nhất dành cho chúng ta. Receiving the Bodhisattva, Bodhicitta, wow, is very important. Receiving the Bodhisattva. Cho nên là việc mà chúng ta thọ Bồ Tát giới rất là quan trọng. Receive Bodhisattva, wow, then that is most important, first step there. Then second, of course, the practice on the four immeasurable thought. This is like kind of the most. Sau khi thọ Bồ Tát giới xong thì chúng ta sẽ tu về tứ vô lượng tâm. So here, Chopan Jiten Sumgun, the founder of Dugungkaji, Jiten Sumgun. Thì sư tổ Jiten Sumgun của chúng ta. Chopan Jiten Sumgun, the one of the well-known Kaji masters, he have Jiten Sumgun have quoted mentioned that four immeasurable, the practice of four immeasurable is something like the kindness, the feeling or the experience of kindness is something like, you know, when we look at, when the mother looks at her child, her baby newborn child, so so the first time that the baby calls his mother like a mother, mom, ama, you know, when the baby first time speak the father or mother's name, so the father, mother, when they have that feeling, that experience. Thì sư tổ của chúng ta đã dẫn lời các bậc tổ phụ của dòng Kakyu là cái cảm thụ về từ bi á, nó phải giống như là một người mẹ lần đầu tiên nghe thấy tiếng con gọi mẹ. Cái cảm thụ về về từ bi nó phải giống như là một người mẹ đã mong chờ cái giây phút đó từ rất lâu rồi. Cái mong chờ cái giây phút mà người con cất lên cái tiếng gọi là mẹ. Thì ngay khi nghe được cái đó là cái bộc phát đó, cái cảm thụ đó, cái cảm nhận đó, nó giống như nó chính là cái đức từ bi cao xa nhất. Compassion. So compassion is the something like when we see nhìn chê, dấu thông mặt chê. You know, when we see a person, some person, maybe we should say like this. When you see your mother who's suffering, thì lòng từ bi chúng ta còn có thể nhìn nhận theo một cách ngược lại, giống như là một người, chúng ta là một người con thì chúng ta nhìn thấy mẹ mình đang ở trong một cái tình cảnh vô cùng hiểm nghèo, tràn đầy sự đau khổ. Your mother or children, when he or she suffering and going through pain, ill, sickness, so that trải qua khổ đau, trải qua bệnh khổ rất là nặng nề, thì cái cảm thụ khi mà chúng ta nhìn thấy người mẹ của mình đang trải qua khổ đau nặng nề đến như vậy, đó chính là lòng từ bi. Cho nên là đầu tiên thầy đang giảng về tứ vô lượng tâm, thì đầu tiên là từ, là như là người mẹ lần đầu tiên nghe thấy tiếng con gọi là mẹ. Bi có nghĩa là giống như mình nhìn mẹ mình, nhìn cha mình đang phải trải qua khổ đau. Và tiếp theo đó là hỷ. You meeting after many years, you meeting him suddenly. Thì nó giống như là cái cảm thụ của chúng ta khi mà chúng ta gặp lại cha, lại mẹ hoặc là lại con của mình sau rất rất nhiều năm thất lạc. Joy, you know, appreciation. Khi mà chúng ta gặp lại người thân yêu của chúng ta, người cha, người mẹ của chúng ta, người con của chúng ta sau bao nhiêu năm đó thì rất là vui. Thì vui đó được gọi là hỷ. Và thứ tư đó chính là xả. Equanimity mind is that something when we feel when we are sleeping.
when we were sleeping, but we are not. Chư tổ, chư thầy sư ngôn dạy chúng ta rằng. But we are not awake also. But in between. Xả nó cũng giống như trạng thái của chúng ta khi chúng ta ngủ. Half awake like that. So that state of mind is the equanimity, the equanimity state of mind. So these are the. Xả đây nó giống như là ngủ nhưng mà không hẳn là ngủ, ngủ nhưng vẫn tỉnh. The bodhicitta mind. Tức là nó giống như cái trạng thái là chúng ta vẫn chưa ngủ hẳn nhưng cũng không được gọi là tỉnh. Thì cái trạng thái trung dung đó chúng ta được gọi là xả. So, kindness comes first because kindness is most difficult among. Thì đầu tiên chính là từ joy, từ ái. In equanimity, the kindness từ ái phải đi đầu, sau đó đến bi mẫn và thứ ba chính là hoan hỷ và sau cùng chính là xả hoặc là bình đẳng. You need to see the suffering only, right? So it's sometimes easy if we really know the dharma, compassion is very easy, right? Nếu như chúng ta thực sự là một người hiểu về giáo pháp thì chúng ta rất là dễ khởi phát lòng từ bi đến hữu tình chúng sinh. Countless lifetime suffering, pain, confusion. Chúng ta nhìn vào tất cả các hữu tình chúng sinh, chúng ta thấy rằng là họ đã trải qua trong cái luân hồi này chắc là phải hàng triệu, hàng tỷ kiếp rồi, và hàng triệu, hàng tỷ kiếp đó là tràn đầy khổ đau. You know, committing wrongdoing, right? So mà tại sao họ lại khổ đau? Họ đã khổ đau vì họ tạo ra những cái nghiệp ác của mình. Chính vì bởi nghiệp ác của chính những con người đó, chính những hữu tình đó đã đẩy họ vào trong cái vòng trầm luân khổ ải này. Birth, all this entire samsara, you know, this old my mother, my children. Mà từ đó nhìn nhận là tất cả hữu tình chúng sinh trong sống đạo luân hồi này đều đã từng là cha là mẹ của mình. Vậy làm sao mà chúng ta không phát khởi lòng từ bi đến họ được? Right, but kindness is something a little bit we need to develop from that side. Thì, lòng bi rất là dễ, còn lòng từ thì phải tương đối giving, cần phải dụng công một chút. Tức là cần phải nghĩ tưởng đến hình ảnh người mẹ và đứa con. Develop kindness, so we can develop compassion. Yeah? Một khi mà chúng ta có thể khởi phát được lòng từ thì lúc bây giờ lòng bi của chúng ta sẽ có nền tảng để khởi sinh. So here, of course, words of my perfect teacher talk the teaching words and all the based on the actually in Tibetan say kunzang lame shang kunzang. Thì tác phẩm Lời Vàng Thầy Tôi của Patru Rinpoche, the pure, right, or completely the best or the good or the best thing, the good thing, right? Thì dịch tiếng Việt mình dịch ra Lời Vàng thì rất là hợp lý nha. Also the dharma, tại vì trong tiếng Tạng á, cái tác phẩm này được gọi là kunzang lame shang lung, tức là lời dạy của một bậc thầy cao thượng. Actually, it says that my guru is primordial Buddha who is Samantabhadra, right? Thì vì cái chữ mà cao thượng ở đây, nếu mà dịch ra đúng theo từng chữ một á, là phổ hiền đạo sư pháp ngữ, phổ hiền đạo sư pháp ngữ, tức là đưa đạo sư lên ngang với đức phổ hiền, tức là một vị Phật toàn giác. Lung means lung is transmission. Chữ Salung, chữ Salung có nghĩa là lời dạy từ kim khẩu. Cho nên là lời dạy từ kim khẩu của một bậc đạo sư ngang với đức phổ hiền. Thì chúng ta thấy là lời dạy đã vô cùng quý báu. Patru Rinpoche, the life story is also similar like the life story of Milarepa. Thì khi chúng ta tìm hiểu về cuộc đời của Patru Rinpoche, tác giả của Lời Vàng Thầy Tôi, chúng ta sẽ thấy rằng là cuộc đời của Ngài không khác gì Đức Milarepa. Tells the whole teaching. So these life story of the great masters, they usually demonstrate, right? They really, they gives us, they show us, they demonstrate us. Thì khi chúng ta tìm hiểu cuộc đời của một bậc đạo sư tỉnh thức và giác ngộ, thì chúng ta thấy là Ngài giống như là một tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Currently in, you know, Qinghai area. So that great master Zapadru, which is a big monastery, but then he always leaves the monastery, he run away
and he learned teaching from. Thì tu viện của Pachurumuche hiện tại thì nằm ở một nơi nào đó thuộc Thanh Hải, Trung Quốc. Old mother in the village. Nhưng mà Pachurumuche ngài không không bao giờ tu viện của mình cả, ngài không có sống cuộc đời của một đạo sư đức cao vọng trọng cả, mà ngược lại Pachurumuche lựa chọn một đời sống giống như là một kẻ ăn mày, một đời sống của một du tăng, đi hết nơi này đến nơi kia, tùy duyên cứu độ, tùy duyên giảng thuyết. Take him back to the monastery. Then again, sometime. Then again, he ran away. There was one incident. One time, he went and he met one, you know, yogi village somewhere. Village there was one yogi. So Padmarumuji went and saying, "I am seeking for spiritual master. So please." Padmarumuji đi hết nơi này đến nơi khác. Thì có một lần gặp một hành giả du già. Then the yogi say, "Okay, you serve me. Maybe I'll give you some teaching." Then one day he said, "Now you are a very good servant, so I'm going to give you teaching called words of my perfect teacher. This teaching." Padmarumuji đã đi theo vị thầy đó phụng sự. So I'm going to đến một ngày, vị thầy đó đã truyền trao lại các giáo lý cho Padmarumuji để Padmarumuji có thể viết nên lời vàng của thầy tôi. Then one day he gave. Of course, this book is very big, so he is giving teaching. Then in the middle of that teaching, of course, teaching took many days, I think. Thì cái giáo lý này được truyền trao trong rất là nhiều ngày. Suddenly, all the lama, all the monks from his monastery came, and then he take. So then, this yogi said, then Padmarumuji is very sad, saying that, you know, I am receiving such extraordinary teaching, you know, even though that book is written by me, but then still I feel that there are more explanation from different practitioners. So I need to learn all of it, you know. So Padmarumuji, however, Padmarumuji is really Mahasuddha. Padmarumuji thực chất là một đại thành tựu giả. Thì chúng ta thấy quyển sách đồ sổ đến như vậy, nhưng mà Padmarumuji vẫn đã từng nhận xét rằng là thực ra tất cả những gì mà ta muốn bình giảng về những lời dạy của thầy ta thì nó còn dài hơn thế, nó cần nhiều thời gian hơn thế nữa, chứ không phải đơn thuần chỉ là một mấy cái trang lẻ như thế này. I think you have request for this oral transmission for the short prayer, is it? Nhóm ở bên châu Âu họ thỉnh cầu lời khấn nguyện ngắn. Chantideva Bodhicitta. I think we have here awakening mind from Bodhicitta from Bodhicharya Avatara. Bodhicharya Avatara. Here, so this actually prayer is to taking the vow, Bodhisattva vow. Right. So đây là một lời nguyện thọ Bồ Tát giới. Bodhisattva vow usually need to have a altar, and then it is kind thường of. Khi mà chúng ta muốn thọ Bồ Tát giới, chúng ta cần phải chuẩn bị một bàn tam bảo. But then, you know, like that is important. So then, if there's no one there, then because vow is given by the person, the practitioner who have the. Thì thọ giới thì phải thọ từ giới thọ sư. Student, right? So then, of course, every day, every morning, when we wake up, we can. Nếu có thầy truyền giới thì tốt. Like a refuge vows, we can receive the Bodhisattva vows. Every morning, first thing we need to do is to taking the vows, restore the vows. Còn không thì mỗi buổi sáng, chúng ta hãy thọ giới lại một lần nữa, giống như là tái thọ lại giới nguyện. Read this. Gồm cả giới của y và Bồ Tát giới. So when we take the Bodhisattva refuge, Bodhisattva vow, so have to feel tremendous happy, honor. Khi chúng ta thọ Bồ Tát giới thì chúng ta cần phải phát tâm vô cùng hoan hỷ. To receive. Vô cùng hoan hỷ là tha thiết khi nhận. When we become Bodhisattva, when we take the Bodhicitta vow, actually we are kind of enthroning in the Shantideva teaching. When we take the Bodhisattva vow, we are enthroning
enthronement to become the son of Buddha, right? Thì trong tác phẩm của mình, Tôn giả Tịch Thiền đã nói là khi chúng ta thọ Bồ Tát giới thì giống như là chúng ta được đăng ngôi trở thành con của Phật. Nên là đăng ngôi để trở thành con của Phật, đó là cái vinh dự quá to lớn. Thì chúng ta phải cảm thấy cái vinh dự đó, cần phải cảm thấy cái hoan hỷ đó. Thì điều không tầm thường chút nào cả. Devotion and you know rejoice. Và phải cảm thấy đầy sùng mộ đến Tam Bảo. Mi se ba le porto tren sanje rik su che sanje se su da chu to tan da ge chi chi ne chang rik dang tu me le cham te chu me zin bu rik te la nyu pa min ju te dar sha so then here all the activity is based on six parameters. All the activity is six parameters. Tất cả mọi việc chúng ta làm đều phải gói gọn trong lục độ ba la mật. Chamba, you know, generosity, chamba. Thì lục độ ba la mật là sáu pháp ba la mật. Jinba, jinba. Đầu tiên là jinba là bố thí ba la mật. Jinba means the generosity. Then generosity, the practice of generosity, of course, the most, the important goal, ultimate goal of generosity is selflessness. Right. Thì khi chúng ta nói về bố thí ba la mật thì cái mục tiêu sau cùng đó chính là vô ngã. The act of generosity has to be completely not having expectation. Khi chúng ta thực hành bố thí mà đã gọi là bố thí ba la mật, nghĩa là bố thí không có bất kỳ một cái sự trông chờ hay mong đợi nào. Okay, I do merit, so I get merit. Không có cái chuyện là tôi bố thí là để tôi có công đức thì nhờ công đức này tôi sẽ được cái gì đó, tức là đặt ra cái sự kỳ vọng. Hoặc là nhờ bố thí là tôi sẽ giàu. Cái hạn đó là một cái tâm gọi là tâm tham cầu. Tâm thế vẫn chưa phải là bố thí ba la mật. Pure generosity. Generosity with the expectation. Bố thí ba la mật là bố thí chân chính, bố thí trong sáng. Không bị vấy bẩn bởi bất cứ một cái tà niệm hay là một cái ý khởi về bản ngã nào. There's no any, you know, generosity practice at all if we do like that. So nếu như mà chúng ta bố thí vì để giàu có thì đó không phải là bố thí ba la mật. Has to be completely no expectation. How? Nên là bố thí ba la mật nghĩa là hoàn toàn không dính mắc với bất cứ một sự mong cầu nào. Then there's no expectation, right? So when we bố thí là bố thí thôi. I. Không phải là bố thí vì cái này vì cái kia. When there is a self, then the entire self. Một chừng nào mà vẫn còn cái bản ngã thì cái việc bố thí của chúng ta nó đều bị gọi là ô nhiễm, chưa thể gọi là ba la mật được. And it is not that. It's actually easy to say that there is no self and there is no samsara, and we try to get rid of it. Nên là khi chúng ta nói về vô ngã thì chỉ có hai chữ thôi, dễ rất là dễ đọc. No self, right? Nhưng mà thực sự hiểu về vô ngã thì không phải ai cũng làm được. All the thoughts and emotions, where are we going to hide that? Where, how are we going to get rid of that? We have this, we have that. So here, to attain that selfless is completely practicing dharma, meditation, practice of dharma, right? Cho nên là để có thể đạt được đến thực sự vô ngã thì phải chuyên tâm tu hành. Discipline, the discipline of the discipline. The moral discipline, the moral ethic. Và từ đó chúng ta đến cái phần cái ba la mật thứ hai, đó chính là trì giới. So when we say discipline, it is very important. Rely on the vows. Trì giới có nghĩa là nương cậy vào giới, gìn giữ giới luật. Samaya vow, tantric vow. Thì rất là nhiều giới, chẳng hạn như giới quy y, rồi là hay còn gọi là biệt giải thoát giới, xong rồi đến Bồ Tát giới, rồi Tam Muội Gia giới hay là Mật giới, rất là nhiều tầng lớp giới nguyện, chúng ta đều phải cố gắng mà gìn giữ cho trong sạch. Then svepa means of course patience, patience is very important. Shanti Deva said. Và thứ ba là đến kham nhẫn hay là nhẫn nhục. Nhẫn nhục ba la mật. Heaviest negative karma is anger, hatred, jealousy. The most greatest merit, the accumulation, is the practice of patience, right? So patience is most important part of the practice because this is completely antidote, the opposite of the antidote of the anger, hatred, and jealousy, pride.
So that's patience. Thì kham nhẫn chính là phương thuốc đối trị lại với tâm when we have patience, sân giận và tâm cao ngạo. Life, next life. Và chính cái tâm kham nhẫn này là đem lại cái nguồn công đức rất là lớn. Easy, not easy to do that, right? Not easy to do that. Chính nhờ cái sự kham nhẫn này mà chúng ta rất là dễ thành tựu trong các cái hiện đời hoặc là các đời vị lai. Something. Then concentration or the meditation. So concentration, meditation is something that, you know, the calm abiding, the practice of calm. Tiếp theo chính là thiền định. Practice of calm abiding is very important. Thiền định thì ở đây đầu tiên chính là thiền chỉ. You know, carry away by the different thoughts. Tâm của chúng ta khi mà chưa định thì nó rất là dễ chạy nhảy theo các cái vọng tưởng và phiền não bên ngoài. Meditation practice. Là tâm trôi nổi. So here practice of meditation. Cho nên là nhờ tu và thiền chỉ nên là tâm mới đạt được định. Tâm mới định có nghĩa là ở yên một chỗ. Developed for immeasurable. For immeasurable practice. When we develop for immeasurable, that's the best way to calm our mind. That's the best way. Thì còn một cách khác để chúng ta có thể tu thiền chỉ đó là chúng ta thực sự khởi phát và thâm nhập vào tứ vô lượng tâm. Một khi mà tâm của chúng ta đã đạt được tứ vô lượng thì lúc bây giờ nó rất dễ được định, nó rất là dễ an định. Một khi mà tâm của chúng ta đã đạt được đến trạng thái thứ tư gọi là xả, nghĩa là tâm bình đẳng đó, thì lúc bây giờ tâm của mình rất là yên. 37 practice of Bodhisattva said, you know, nyingi chola, dacha chudra yu, dagi chola, shetan metarumpara. You know, that our anger towards enemy is like the fire, like burning everything, right? Fire, anger is like a fire. It burns everything. Thích Thiên đã nói trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh như sau là cái tâm sân hận nó giống như là một cái ngọn lửa, không những là tổn thương người khác mà còn tổn thương cả chính chúng ta. Mà cái ngọn lửa này có tốc độ cháy lan rất là nhanh, giống như là một cái cánh rừng bị cháy và cứ thế nó lan hết những ngôi rừng khác. Và cái cơn giận nó giống như một cái ngọn lửa dữ thiêu đốt tất cả. Then attachment towards the our loved one is like the river stream. It does not stop. You know, when the river stream goes. Thì nếu như mà cái sự sân giận của chúng ta dành cho kẻ thù nó giống như ngọn lửa cháy lan như vậy, thì cái sự mà tham luyến ở nơi những cái gì mà chúng ta được cho là thương yêu, thì nó sẽ giống như là một cái dòng sông đưa chúng ta đến những cái nơi bất định. So this is the situation of our mind. So how thì tâm của chúng ta luôn luôn bị hai trạng thái này chi phối, người thương và kẻ ghét, hoặc là thương người và ghét người. Thì tâm của chúng ta luôn luôn bị phân tán, chúng ta gọi là trạng thái là tán tâm. Tâm của chúng ta tán loạn là do vẫn còn có cái đối tượng để thương, vẫn còn có cái đối tượng để ghét. When we have that, then our mind is not calm. Our mind. Tâm của chúng ta lúc bây giờ thì không được định là như thế. Right. So here, concentration. When you say concentration. Nên khi chúng ta nói về thiền định ba la mật. Very important. Understand the. Nghĩa là chúng ta phải hiểu được cái tâm của chúng ta cần phải đạt đến định như thế nào. Very neutral. Đạt được đến trạng thái gọi là xả. Practice also. Là hoàn toàn bình đẳng. Thing that you know, keeping enemy at the one side, visualize enemy at the one side. Visualize the loved one, the most loved one, you maybe your children, your wife, husband, father, mother. Nếu bây giờ chúng ta sẽ quán tưởng là một bên của chúng ta là kẻ thù, và một bên là những người thương yêu nhất của chúng ta. And try to look at that, the enemy, you know. Và nhìn thẳng vào trong cái trạng thái đó. Deep inside that person. Nhìn thẳng vào những người chúng ta gọi là kẻ thù. Deep into that person. Nhìn thẳng vào những người chúng ta gọi là người thương. Person. Himself and his anger, his, you know, anger or hatred, try to differentiate. Thì lúc bây giờ cái tâm yêu ghét của chúng ta nó sẽ cố gắng đẩy cái sự thương qua một bên, đẩy cái sự ghét qua một bên. Who want happiness?
who try to avoid, who always, you know, deny or avoid the suffering, sadness, just like myself. Then again, thì lúc bây giờ chúng ta cần phải hiểu rằng là cho dù là người thương hay kẻ ghét thì tất cả đều là con người cả. Đó là điểm chung. Bà đã là con người thì giống như chúng ta đã là con người thì ai mà chẳng mong muốn hạnh phúc và cứ bỏ khổ đau. Con người nào cũng vậy. Cho dù người đó chúng ta xem đó là người đối nghịch với mình, kẻ thù của mình, nhưng họ vẫn là con người, nghĩa rằng là họ vẫn mong muốn đạt được hạnh phúc, chứ bỏ khổ đau. But I know that. So how I can react to that instead of trying to understand how I'm going to do. Nhưng mà nếu là những người khác, họ không biết đến giáo pháp của Đức Phật, họ không được chỉ ra những điểm này, thì thôi, họ có tâm yêu ghét với mình thì cũng không sao. Nhưng mà mình là một người đã học Phật rồi, đã được Đức Phật chỉ bày cho những giáo lý này rồi, thì làm sao chúng ta vẫn có thể nào giữ nắm níu cái tâm yêu ghét này? Because when we sometimes, when most of the time, when react, when we get angry or when we do something negative, most of the time we are unaware. We are never. Khi mà chúng ta để chạy theo cái tâm yêu ghét đó thì hầu hết tất cả những lúc đó chúng ta không có ý thức được. Cái tâm của mình lúc đó nó chỉ biết là nó chạy theo cái tâm yêu ghét đó thôi. Nó quên hết những gì Phật đã dạy, quên hết những gì mà chúng ta đã được học ở trong giáo pháp. Và bởi do nó cứ chạy theo như vậy nên gọi là tâm dao động. Tâm dao động cho nên gọi là vọng tưởng, chạy theo vọng và không thể nào đạt được định. So first, visualize enemy, bring in front of yourself and try to think that way. Cho nên là trong một số những cái pháp tu, chúng ta cần quán tưởng những người chúng ta ghét, những đối tượng tù địch của chúng ta, đứng ở phía trước chúng ta. Hoặc là đôi khi là quán họ bên tay trái, còn bên tay phải là những người chúng ta yêu thương, chẳng hạn như con cái, cha mẹ, anh chị em. And thus think that previously, you know, many lifetimes I have connection with that. Và khi mà chúng ta đã quán như vậy rồi, chúng ta nghĩ rằng là trong vô số kiếp chúng ta đã gắn bó với những người này rồi, những người hữu tình này rồi. Đôi khi có kiếp họ là cha mẹ chúng ta, đôi khi có kiếp ta là cha mẹ của họ. Because of my understanding that only this is my family and there's not my. Cho nên là chỉ với cái tâm niệm phân biệt thì mới có chuyện là đây là những người mà chúng ta thù ghét, còn bên kia là những người chúng ta yêu thương, đó gọi là chấp niệm phân biệt. Trong khi thực chất ra từ vô lượng vô số kiếp các cái quá khứ, không có bất kỳ ai chưa từng là gia đình của chúng ta, chưa từng là cha là mẹ của chúng ta. Nên là cái vấn đề mà chúng ta phân định kẻ thù và người thân dựa trên những cái trải nghiệm trong kiếp này là vô minh, là điều không đúng đắn. Nếu không còn nắm níu vào những cái niệm tưởng đó thì tâm của chúng ta không thể nào gọi là tâm quảng đại được, mà nó chính là một cái tâm hẹp hòi. So that also try to not only, you know, my children, my family, my. Cho nên là không chỉ ở trong đời này chúng ta mới nhìn nhận là đây là con mình, đây là cha mình, đây là mẹ mình. Also, mà chúng ta phải nhìn nhận là từ vô lượng vô biên trong quá khứ, cả hai bên đều là những người ơn của mình, đều đã từng là cha là mẹ của mình. Chúng ta đều mang ơn cả hai bên. Cho dù trong kiếp này có thể là họ hiện ra làm những người mà quan trái với chúng ta, những người đối kháng với chúng ta. Both this enemy or the loved one in the right, in the middle, then person, whoever, we don't know, we have no any connection, we have no connection, no enemy, no friend, never. Và khi chúng ta đã quán tưởng bên trái và bên phải là một bên là những người đối nghịch và một bên là những người chúng ta thương yêu, vậy thì những cái nơi còn lại ở giữa thì chúng ta sẽ nghĩ tưởng đến những người mà chúng ta chưa có bất cứ một cái kết nối nào trong kiếp này. Same thing. Same my feeling towards my enemy, my loved one. Và đối với những người này, chúng ta cũng phát khởi một cái tâm niệm giống như là những người mà mình xem đây là gia đình, những người mình xem đây là đối nghịch với mình. Thì thực chất là tất cả hữu tình chúng sinh từ trong quá khứ đã là cha là mẹ của mình. Vậy có thể trong kiếp này tuy mình chưa gặp họ, chưa có kết nối nào, nhưng mà trong các cái quá khứ đã có rồi. Và lúc bây giờ chúng ta sẽ có được cái tâm xả, là chúng ta không có sự phân biệt, không có sự phân biệt giữa người thương kẻ ghét và kể cả những người chúng ta không thương ghét, tất cả đều giống nhau.
concentration, right? Concentration, meditative mind. So six parameter, one of the six parameter. Then the fifth is the, you know, diligent, right? Và thứ năm là tinh tấn. Effort or the diligent. Tinh tấn hoặc là nỗ lực, hoặc là cố gắng. Effort or the diligent, whether it is, you know, whether you are practicing, whether you are practicing generosity, we need a diligent. Cho dù chúng ta tu trì bố thí, chúng ta cũng cần phải tinh tấn. When you practice moral discipline, you need a diligence. Trì giới cũng cần phải tinh tấn. When we practice patience, that time also we need to. Nhẫn hoặc là nhẫn nhục cũng cần sự tinh tấn. When we practice meditation, meditative. Tu trì thiền định cũng cần phải kham nhẫn, cũng cần phải tinh tấn. Diligence, even the sixth, the last parameter. The most important, the parameter of Shirabji Parudashimba. Và thậm chí kể cả ba la mật thứ sáu là trí tuệ. When we practice the parameter of wisdom, we also need that. Chúng ta cũng cần phải tinh tấn. Diligence is one of the most important parameters. Cho nên có thể gọi là tinh tấn ba la mật là điểm then chốt của tất cả các pháp ba la mật khác. Diligence is there. Yeah? Then, parameter of wisdom. Và thứ sáu là trí tuệ ba la mật. That the relative bodhicitta mind and ultimate bodhicitta mind. So ultimate bodhicitta mind is through understanding, realizing. So the practice of the paramita wisdom is like the practice of the ultimate bodhicitta mind. So that is. Thì chúng ta nói đến trí tuệ ba la mật giống như là chúng ta nói đến bồ đề tâm. Theo chân đế hoặc là bồ tâm và đề tâm tuyệt đối mà thầy vừa chia sẻ lúc nãy. Practice of bodhicitta is six paramita. Then din and dark chi ne cha rig dan thum bi le cham te chun me chun bi rig te la nyok bor min ju de dar sha long wa shap tar phung bo le chi tar rin che ne ba tar ti jin chi jin te jin chi ji tar te ne shang chu sem de da ju. So you know when we practice dharma, it's like you know here it says like the blind man accidentally he moved around his hand in the desert, accidentally he found the jewel, he found the gold, he found priceless kind of you know things that he found. Once you found that, the blind man in the middle of desert he find the you know precious jewel, gold, diamond. So he will be holding on very tight, like this is everything, right? It is impossible to get. So when we practice bodhicitta, we have to practice like the blind man. Khi mà chúng ta tu trì bồ đề tâm thì chúng ta cần phải giống như là một cái người bị mù đi trong sa mạc và vô tình lầm được một cái viên bảo châu. Thì đã là một người mù mà đi trong sa mạc mà lại vớ được một viên bảo châu thì người đó sẽ nắm chặt không rời. So here bodhicitta mind is also the protection from all the obstacle, negative energy, all the difficulties in our life. Bồ đề tâm chính là cái lớp áo giáp sẽ bảo vệ chúng ta trước khỏi mọi chướng ngại, mọi khổ đau. And then also bodhicitta mind brings purify the poverty, you know, like that. Bồ đề tâm sẽ giúp cho chúng ta tiêu trừ được đói nghèo. We develop bodhicitta. We purify negative karma. We accumulate merit. Bởi vì một khi mà chúng ta trưởng dưỡng bồ đề tâm, chúng ta sẽ chuyển hóa được các nghiệp chướng và chúng ta sẽ tích lũy được công đức. This kind of situation, due to our previous negative karma, the causality, you know, the result of the previous những cái nghèo khó, những cái gian nan thử thách của chúng ta gặp trong đời này, đó là cái quả chín mùi của những cái nghiệp tiêu cực. Những cái ác nghiệp trong quá khứ. These are all result to having too many negative karma from past life. Cho nên là phải nhìn nhận là những cái cảnh khổ ngày hôm nay chúng ta gặp đều là do các cái ác nghiệp trong quá khứ của chúng ta đến lúc phải chín mùi. To purify our negative karma. Nhưng Bồ Đề Tâm thì lại mang cái năng lực tịnh hóa rất là lớn. So when we develop bodhicitta mind, nên là một khi mà trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm, you know, remove the poverty, thì đói nghèo sẽ không đến nữa, bởi vì chúng ta sẽ tiêu trừ được cái nghiệp chướng đó. Overcome.
when we develop và đạt được đến rất là nhiều thành tựu. Long cho drove chi da jung chi bi de drove drove ne rap chi chi bi men ji cho jan de no. So bodhicitta is also like the medicine, right? To heal all the kind of Bồ đề tâm giống như là một phương thuốc, còn như là một phương thuốc giúp chúng ta đối trị lại tất cả các bệnh khổ. So here I think really that really makes sense, because in this world all the suffering, sickness, all this you know comes, it is kind of like quite a physical thing, right? So many experts, scientists, doctors have mentioned however sickness we have in our body, if our mind is really calm, trên thế giới, tuy là khoa học hiện đại đã chỉ ra rất là nhiều những cái bệnh liên quan tới thân, nhưng mà hầu hết các chuyên gia sau khi tìm xong một thời gian tìm hiểu, họ đã chỉ ra rằng là không có bệnh nào chẳng xuất phát từ tâm bệnh. Một khi mà tâm của chúng ta có quá nhiều những cái năng lượng tiêu cực, chẳng hạn như là lo lắng, bất an, áp lực, rồi cao ngạo, thù ghét, thì chúng ta chứa đựng những cái năng lượng tiêu cực đó trong tâm của mình nhiều bao nhiêu, thì cái thân này của chúng ta sẽ phải gánh chịu những cái bệnh khổ tương ứng nhiều bao nhiêu. Strong people, young people. Bởi vì tâm của chúng ta bất an. And due to the disturbed mind, sometimes. Trong khi những người mà có cái tâm an lạc thì họ lại rất ít bệnh. Right? So, some disease, sickness come to us. This is also karmic reason. Có một số bệnh là do nghiệp quả. So, our mind is most important. Mind is. Nhưng mà hầu hết đều đến từ tâm thức. Happy. Nên là tâm của chúng ta là quan trọng, rất là quan trọng. Chúng ta cần phải giữ tâm của chúng ta thật là thanh thản, thật là an lạc. Và để làm điều đó là một trong những cách hữu hiệu nhất, đó chính là khởi phát và trường dưỡng Bồ Đề Tâm. Là bi, là hỷ, là xả, hướng đến tất cả hữu tình chúng sinh. Và đưa tâm của chúng ta an trú trong bản thể chân như. Mind healthy. Nếu đến giờ tâm chúng ta sẽ rất là khỏe mạnh. Dharma practitioner always not too excited and not too. Chúng ta hay nghe rằng là một bậc chân tu á thì thường là không có quá hào hứng. Happy all the time, enjoying, you know, singing and all, not like that. Không quá hào hứng cũng không quá rầu rĩ. Very, you know, normal. Tâm lúc nào cũng an bình, tâm lúc nào cũng trong trạng thái rất là trung dung. Especially in meditation, our mind becomes very calm. You know. Thực tế là như vậy. Does not mean that một người có công phu tu thiền định thì thường là tâm rất là an nhiên. But our mind is all the time not affected, right? So một người thực sự có công phu thiền định thì tâm thường là rất ít dao động. Only through the không sao nhãng. Only through the practicing them. Only most important bodhicitta, to develop the bodhicitta. Và so when we have chỉ có nhờ thông qua Bồ Đề Tâm thì tâm của chúng ta mới đạt cái trạng thái đó dễ dàng hơn mà thôi. Our modern world, we know our mind is healthy, our body is healthy. Even our body is và thậm chí ngày hôm nay chúng ta thấy là điều đó càng ngày càng được những cái giới nghiên cứu về y học họ thừa nhận. Tức là các chuyên gia ngày càng thừa nhận nhiều hơn về cái vấn đề là chỉ cần một cái tâm khỏe mạnh thì thân thể sẽ được khỏe mạnh. So bodhicitta is the cure of all the sickness. Cho nên là ở đây tại sao lại bản văn lại nói rằng là Bồ Đề Tâm là phương thuốc chữa trị tất cả các bệnh khổ. Then this is something not, you know, when we develop bodhicitta, we are big heart. Bodhicitta means big heart. Bodhicitta is not narrow minded. Khi chúng ta nói về Bồ Đề Tâm thì đây là nói về cái tâm quảng đại, cái tâm bao la, rộng mênh mông, rộng lớn, chứ không phải là một cái tâm hạn hẹp, nhỏ bé. Anything in the world, many things in the world, problem comes in the world because there's no bodhicitta.
Chúng ta thấy rằng ngày nay thế giới đối mặt với vấn rất là nhiều những cái vấn đề, và đa số tất cả những vấn đề đó hầu hết đều đến từ không có Bồ Đề Tâm. Thế hệ như là phân biệt chủng tộc, rồi đấu tranh sắc tộc, ngày hôm nay một cái lãnh đạo cấp cao nào đó của một cái giáo phái nào đó tuyên bố là tử chiến, là ngày mai là sẽ có người chết. When we have no là tại sao? Tại vì thiếu Bồ Đề Tâm. We suffer ourselves. At the same time, we may let others suffer without bodhicitta mind, like that. Khi không có Bồ Đề Tâm thì chúng ta khổ đã đành, chúng ta còn gieo rắc thống khổ đến cho các hữu tình khác. No, you have become the father of entire world. You have become the father of samsara. You have become mother of samsara. You become the big brother of samsara. You are big sister of samsara. You are the leader, bodhicitta. So bodhicitta is like that. Dwatham jinghindule. So all the sentient beings free from samsara, free from suffering, free from confusion. So that kind of motivation, that kind of motivation. Simji dawa sharwain. Drova mishe rabrit ta chujin nima chimboin tamchu. So bodhicitta, when we have bodhicitta mind, it is like the sun arise. Khi chúng ta có Bồ Đề Tâm thì chúng ta giống như là người anh cả của thế giới này, người chị cả của thế giới này. Chúng ta là người đứng đầu cả toàn thế giới này. Khi chúng ta có Bồ Đề Tâm thì giống như là mặt trời soi rọi chiếu sáng khắp thế giới vậy. Like a sun who dispel the darkness of all the sentient beings. Mặt trời xua tan mây đen. Then this is the essence of Buddha Dharma. Bodhicitta is essence of Dharma. Bồ Đề Tâm chính là gốc để thành Phật, gốc của Pháp. Lâm Duy Sinh, Deva Long Duy Jabar Thebala, Thinh Deva Chok Tu Nhiet 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 Sim Jin Duyên Chin Sambar Shiva Yin Đa Ki Thế Rinh Chopa Tham Chi Chi Chang Ar Duvan Di Shi Nhi Tan Ni Phar Tu De La Duan Tu Phu Sin Chi La Dan La Min La Song Gawar Chi. So when we develop bodhicitta mind, all the God realms, right, heavenly realms, actually see that, you know, can see. And then khi chúng ta khởi phát Bồ Đề Tâm thì tất cả các cõi thiên, tất cả chư thiên từ các cõi trời đều thấy và hoan hỷ với điều đó. The prosperity will, you know, will be very prosper, very successful, and many good things come. Và nhờ đó chúng ta rất là dễ, một khi đã cắt phát Bồ Đề Tâm thì chúng ta sẽ rất là dễ thu hoạch được những cái tài phú, thu hoạch được những cái an lạc và hạnh phúc. They can see that, right? But sometimes when we really see some people, some great lama, master, practitioner, sometimes when they develop bodhicitta mind, we actually inspired, right? For example, of course I met many great masters. You know, whenever I meet great masters, for example, like my root guru, His Holiness Drigung Chamgun, you know, Chesang Rinpoche. Whenever I meet him, I always feel the bodhicitta. You know, I always. Và không cần đến chư thiên. Chẳng hạn như là bản thân thầy, khi mà thầy gặp mà một vài vị bậc thánh sư, một bậc thượng sư, thì cái lòng từ bi của các ngài gần giống như là tỏa ra rất là mãnh liệt. Và rõ ràng nhất trong số đó là sư tổ Chesang Rinpoche, là bổn sư của thầy. Sư tổ của chúng ta, mỗi lần mà chúng ta nhìn thấy tổ, nghe lời tổ giảng, thì gần như là tất cả những lần đó chúng ta đều cảm thấy được lòng từ bi tỏa ra từ người. Some people who have never know any dharma, some when they meet with a good practitioner, they already, that person when they're very angry, very frustration, when they see this great thì chúng ta cũng, đó là một cái dấu hiệu để nhận ra bậc chân tu đó. Chúng ta đã có những người mà đang rất là giận dữ, đang rất là bất an, nhưng mà khi gặp một bậc chân tu, khi gần một bậc chân tu thì tự nhiên cảm thấy an lạc, tự nhiên tâm lại được bình lặng. Cho nên là khởi phát được Bồ Đề Tâm, chịu giữ được Bồ Đề Tâm thì chẳng những chúng ta được lợi ích, mà chúng ta còn lợi lạc cho những người xung quanh. Bring, you know, đem lại an lạc,
hạnh phúc cho những người khác. Family community first we have to be happy, right? We have to be peace. Đầu tiên là chúng ta sẽ được an lạc. We have to be very calm, right? So if we are calm as a meditator, these great masters when that they come in the presence of among many people, everyone becomes very calm because of their. Những bậc chân tu thì giống như thầy đã chia sẻ về siêu tổ của chúng ta, những bậc chân tu như thế khi mà đến trước đám đông. Đám đông cho dù đang nháo nhào như thế nào chăng nữa, nhưng mà khi mà có sự xuất hiện của Ngài thì lập tức là mọi người đều bình tâm, được mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng. Cho nên chúng ta thấy là do là tổ của chúng ta, tổ tu trì Bồ Đề Tâm, nguyện dưỡng Bồ Đề Tâm, cho nên mới đạt được cái năng lực như thế. This much, I think, yeah. Thầy nghĩ như thế là đến đây là đã đủ cho bài giảng ngày hôm nay rồi. I don't see many of you, but anyways, it's okay. So I think today you all have attended. I heard from different countries. So I, you know, I'm very happy. Today is full moon day as thầy rất là hoan hỷ. Sign of independence, you know, interdependence. Ngày hôm nay là ngày trăng rằm. Sake of interdepending, the sign of interdepending. Tuy là thầy không thấy được chúng ta, nhưng mà thầy biết được tin là chúng ta cũng lắng nghe bài giảng này của thầy. Thì thầy nghĩ đây là một cái nhân duyên rất là thù thắng và các tường ngày hôm nay. My perfect teacher, that book, you know, some people say it is only Nyingma, you know, Dzogchen practice. Một số người nói rằng là cái tác phẩm mà lời vàng thầy tôi của Padre Rinpoche thực chất ra chỉ dành cho những hành giả dòng Nyingma. All the different sects of Buddhism. Nhưng thực chất không phải như thế đâu nhé. Great masters, giáo lý, những giáo lý trong quyển sách này tất cả các dòng phái đều có thể tìm hiểu, đều có thể nghiên cứu và áp dụng được. Bất kể cho dù là các Gyu, Sakya, just the 3-4 sects of Buddhism, but in tribe the 84,000 teaching can all combine in this words of my perfect teacher, right? So 4,000 pháp môn đều có thể gọi là hàm chứa trong lời bàn của thầy tôi, cho nên cho dù là bất kỳ một dòng phái nào thì cũng nên nghiên cứu và hiểu và ứng dụng. Life story. The person who read these two books, they change their mind after reading. They become. Có hai quyển sách có thể làm thay đổi tâm thức của một người. Quyển sách đầu tiên là Lời vàng của thầy tôi và quyển sách thứ hai là Cuộc đời của Milarepa. Chỉ cần đọc hai tác phẩm này một cách xuyên suốt và nghiên cứu sâu xa thì có thể chuyển tâm rất lớn. I encourage everyone. Of course, today again. Cho nên là thầy sách tấn động viên chúng ta hãy tìm hai giáo lý, hai bộ sách đó mà đọc. So attend this teaching, and then I encourage all of you, request you to have this book and read. Then I hope. Do ngày hôm nay chúng ta đã nghe thầy chia sẻ một vài điều về Lời vàng của thầy tôi, nên là chúng ta hãy cố gắng tìm cái quyển Lời vàng của thầy tôi để nghiên cứu. Elaborate more. We'll try our best to do that. But still, we all need. Thì hy vọng là trong lần tới thầy có thể giảng chuyên sâu hơn chúng ta về quyển sách này. We accumulate, then we have enough. That circumstances will gather due to accumulation, due to. Khi mà chúng ta tận dụng những cái nhân duyên để chúng ta nỗ lực tu hành, và chúng ta sẽ giúp cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Become flourish. That how. Và một trong những đó là giúp cho giáo pháp của Phật được hưng thịnh. In future also, I hope to, you know, more opportunity like that to all of you. Thì thầy hy vọng là trong tương lai sẽ nhiều cái cơ hội giảng pháp sâu rộng hơn. Very good. Còn chia sẻ về lời bài của thầy tôi ngày hôm nay đến đây là đủ rồi. Then I will be hope to see you soon, all soon. Thầy mong rằng sẽ gặp lại chúng ta. Advice and of course read this book. Words và chia sẻ với chúng ta hoặc là thậm chí là đọc cùng nhau đọc quyển sách này và cùng nhau quán niệm những lời chia sẻ trong bộ sách này để có thể thực trực nhận được nghĩa lý mà các bậc thầy cao thượng đã chỉ dạy nơi bộ sách này. Đây là điều rất là quan trọng. Life is impermanent. We don't know how long we're going to live, right? Vì chúng ta thấu rõ được lý vô thường nên là cuộc sống này dài ngắn bao nhiêu chả biết được. Right now, we must practice dharma. Cho nên là ngay lúc này chúng ta phải nỗ lực tu hành.
If we have no Bởi vì chỉ có khi tu học Phật pháp chân chính thì chúng ta mới khiến cho cuộc đời này trở nên có ích được. Not much, you know, not much different from animal, you know. Còn nếu không thì đời sống con người nếu mà chỉ có ăn ngủ và thức dậy rồi lại ăn ngủ thì không khác gì loài vật cả. While we have this opportunity, we must practice. Chúng ta đã sinh ra trong thân người, đã gặp được giáo pháp rồi, chúng ta phải tận dụng cơ hội này, phải tận dụng cơ duyên trời cho này để nỗ lực tu hành trở thành một người, một bậc thành tựu. All practitioners, still the words of my perfect teacher is very perfect, right? So it is for the all new middle, all the different kind of practitioners. Và bộ sách này không phân luận là cả căn cơ nào, tất cả các căn cơ đều có thể đọc và tìm hiểu. Try to guide and see if that how the karma react, you know. Karma is very important. We need to have a karma connection. That's very important. Okay, so. Và như thế chúng ta sẽ thiết lập những cái kết nối gọi là kết nối nghiệp, rất là cát tường. Thank you so much, Rinpoche La. Okay. We hope to continue with similar teachings and Lung's oral transmissions connected to them, to the topic of such teachings. Thank you so much. Yes. Hôm nay đại diện chúng ta gửi lời cảm ơn đến Rinpoche và mong là trong tương lai Rinpoche sẽ dành nhiều những cái buổi chia sẻ giáo pháp như thế này nữa. Thank you, Rinpoche. Rinpoche chắc. Mahamudra Siddhipala.